Trầm hương nương gió đưa hương thơm tỏa ngát, chùa tôi trong nắng mai màu lam bay thướt tha, gặp nhau chấm tay A Di Đà Phật. Đêm trăng rằm phản chiếu lung linh ngàn đại sen tỏa sáng dưới bóng từ bi, lời kinh thiết tha nguyện cầu hòa chung tiên mõ ngân vàn bên mê bờ gian khơi nguồn. Trăng sao tỏa dàn thì môn niết bàn, chùa tôi dưới bóng trăng đàn em vui múa ca, hồn nhiên tươi thắm như nụ hoa hồng nhung. Dù gian nan khó nguy, dù thân lòng tôi vẫn luôn giữ vững niềm tin. Dòng sông chùa tôi như đóa sen vươn lên trời cao, ngàn hoa thắm thắm tươi, hàn cây cao lá rêu, chùa tôi long lanh dưới nắng chiều rơi. Tiếng chôn chùa trầm lắng nên bao nguồn an vui hạnh phúc trong cõi trần ai, chùa như ánh dương soi đường lửa thiêng rưỡi ấm nơi nơi pháp luân truyền ánh đạo vàng chung xanh gian ngộ từ quang khơi lòng, chùa tôi bao mến thương là nơi tôi lớn khôn, dạy tôi luôn sống vui tràn hòa tình thương. Dù cho năm tháng qua, dù cho lòng tôi vẫn luôn nhớ mãi chùa xưa, chùa tôi vẫn như A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Và cung thỉnh chư tăng ni và toàn thể đại chúng, chúng ta đồng ngồi xuống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 13 tháng 9 2018 âm lịch. Chúng ta tiếp tục học tập niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư, tập 19. Mỗi tuần chủ nhật, quý Phật tử chúng ta tập trung về tổ đình hộ pháp cộng tu mỗi tuần rất là đông. Tuần nào chúng ta về đây cũng cùng học tập Phật pháp để gầy dựng tín tâm cho chúng ta cả cuộc đời niệm Phật, giữ câu Phật hiệu suốt đời để có được tín nguyện, khi cần tự nghiệp của mình có được chỗ lợi ích. Quý vị phải nhớ là không phải là chờ đến cần tự nghiệp mới có lợi ích, mà người niệm Phật hiện tại là có lợi ích. Rất là nhiều người niệm Phật hiện tại này đã có lợi ích. Chúng ta ngồi suy nghĩ, từ khi mình gặp Phật pháp tới bây giờ thì mình thấy rằng là tâm trạng gia đình, con cái, chồng, việc làm ăn của mình nó có cái chỗ thay đổi đó. Mà cái chỗ thay đổi này nó xuất phát từ đâu? Từ tâm mình á. Lúc trước mình chưa học Phật á, nên tâm mình nó rối bờ bên trong á, nó không có chỗ sở. Nhưng từ khi mình học Phật, mình nghe được Phật pháp thì cái tâm mình nó nhẹ xuống, nó không có nặng nề với cuộc sống hiện tại quá, nên nó không thấy quá rối. Thí dụ như cái cuộc sống hiện tại này đi, chúng ta thấy nó rối bờ, càng thấy nó rối và càng nặng nề với nó thì quý vị thấy rằng là không có chỗ sở. Nhưng cái chỗ mà chúng ta học Phật này nè, mỗi ngày niệm Phật là mình nhớ Phật nên mình buông bớt cái chỗ đó xuống. Khi mà mình buông bớt cái chỗ đó xuống đó nghe, thì tức khắc cái tâm rối bờ nó giảm. Cái tâm này mà nó nhẹ nhàng rồi, nó vui vẻ được là ngay cái chỗ là nó không có nặng và nhớ cái chỗ rối. Nhưng phải có phương pháp. Phương pháp nào? Niệm Phật. Nhớ Phật, niệm Phật thì quên cái buồn. Còn khi mà mình nhớ buồn, nhớ chồng, nhớ con, nhớ tiền, nhớ nhà, nhớ của thì chắc chắn rằng là quên Phật. Nhưng quý vị coi là nó nhớ cái ngũ dục lục trần ở thế gian này nhiều chừng nào thì mình càng sợ không được với nó chừng này. Giống như mỗi ngày mình chấp giữ nó rồi sao buông nó. Rất là may mắn mình gặp được pháp môn Tịnh Độ. Mỗi ngày là mình chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật. Khi chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật này càng nhiều chừng nào nghe, thì những cái chỗ buồn nó giảm 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 xuống. Rồi cái tâm mình nó phát lên niềm vui. Khi mà nó phát lên niềm vui rồi thì lúc đó mình thấy cái cảnh duyên trước mặt mình cái gì nó cũng tốt nha. Cái cảnh duyên trước mặt này với cái lúc mình chưa học Phật nó cũng giống hệt này. Nhưng mà cái trạng thái học Phật và chưa học Phật là nó khác. Nó khác ngay cái chỗ là bây giờ mình học Phật mình vui, nên cái cảnh duyên trước mặt mình là nó tốt. Còn lúc mình chưa học Phật á, là mình không vui, nên cái cảnh duyên trước mặt mình nó không tốt. Nó chỉ thay đổi cái chỗ tâm lúc chưa học Phật và lúc học Phật.
Thí dụ như một người nào ngồi trong đây, tâm của mình bây giờ đang rất buồn, thì quý vị nghe cái gì nó cũng không có thấy hương vị, mà thấy cái gì nó cũng không đẹp hết. Nhưng mà khi cái tâm mà vui rồi thì mình thấy cái gì cũng đẹp, mà mình nghe cái gì mình cũng tiếp nhận có thể được. Có nghĩa là mở rộng tâm ra, lòng thanh thản, an vui tự tại, đời thông dong. Nếu chúng ta mỗi ngày mà khép cái tâm này lại, trở thành hẹp hòi với một cái góc độ nhỏ nào thôi, thì tự nhiên cuộc đời này mình sống nó không có ý nghĩa. Nhưng khi mình mở rộng tâm lượng ra thì mình thấy cuộc đời này mình còn làm được nhiều việc nữa, và nó có ý nghĩa lắm quý vị ạ. Nó có ý nghĩa lắm. Nên chỗ học Phật là chỉ cho mình một hướng, một tiêu để mình sống có ý nghĩa. Ai mà không cần chỗ này? Ai cũng cần cả. Nên những đức thường nói nhiều lần rằng là lúc những đức chưa gặp được Phật Pháp, mình thấy rằng là cuộc đời của mình nó không có ngày mai, và nó sống cũng không biết là sống để làm gì, và mục tiêu sẽ như thế nào. Cứ là một ngày thì cho qua đi một ngày. Sống như vậy gọi là sống vô ích. Từ khi học Phật rồi tự nhiên mình có mục tiêu sống, và mình sống thấy nó hữu ích rõ ràng. Trong một ngày sống rõ ràng là hữu ích. Quý vị ngồi suy nghĩ nè. Sáng 2 giờ thức dậy là bắt đầu chuẩn bị lên chánh điện tụng kinh niệm Phật. Rồi tụng kinh niệm Phật xong rồi bắt đầu là chia sẻ Phật Pháp một tiếng đồng hồ. Một tiếng đồng hồ đó để lên trang website Tổ Đình Hộ Pháp.com. Khắp nơi người ta vào người ta coi. Quý vị thấy trước nhất là buổi sáng là có lợi ích rồi, thấy chưa? Rồi xong sắp xếp việc trong chùa, rồi xong đi nấu ăn, lo cho mấy trăm bà già, hữu ích rồi đó. Rồi hôm qua tổ chức mừng thọ cho các cụ, nói chuyện rồi quay phim rồi lại để lên trang website, người khắp nơi coi, có lợi ích nữa, thấy chưa? Đưa lên một tư tưởng nữa đó. Rồi chiều lại bắt đầu là tổ chức cho các cháu nhỏ lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Hôm qua thành công đặc biệt đó nghe. Lần đầu tiên tổ chức cho các cháu nhỏ lại 120 lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Đúng có nhân có quả. Đã rèn luyện một khoảng thời gian rồi. Bây giờ dạy cho lại Phật. Quý vị mà coi cái đoạn phim quay lại thì quý vị hoan hỷ lắm. 5-6 tuổi lại Bồ Tát Quán Thế Âm, niệm thôi lớn tiếng, vì nó được cái số lượng đông rồi nó cùng la mà, la cho hả hơ luôn. Nên ốm mà vào trong đó la chừng một tiếng đồng hồ đó chắc về mập luôn, hả hơ. Đúng là cơ hội. Ngoài đời thì nó la tầm bậy tầm bạ nên nó tạo nghiệp. Vào chùa thì nó la lên danh hiệu của chư Phật chư Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát là gì đó, nghĩ đi. Mà hoan hỷ lắm kìa. Hôm qua tôi cái chương trình mà tổ chức xong rồi mà về mà cứ cười mím mím hoài luôn. Cái niềm vui nó lưu trữ được như vậy đó. Rồi về Nhận Đức hồi sáng này ngồi làm cái đoạn phim đó đó, làm xong rồi chắc là khắp nơi người ta coi, chắc người ta hoan hỷ lắm luôn. Lần đầu tiên con nít mà lại Bồ Tát Quán Thế Âm, lại hết 120 lại, ngon lành. Rồi ra bên ngoài làm lễ phóng sanh, rồi nghiêm túc lắm kìa. Nít chùa mình được dạy kỹ, nên khi mà hồi hướng rồi phục nguyện đồ thuộc hết.
đọc phóng sanh đều là thuộc nhiều lắm. Thì thấy chưa, rõ ràng quý vị, cái gì cũng phải gieo chứ, nó đơn giản sao. Nhưng mà gieo là gieo, nhưng một phần là các cháu này thiện căn lớn quá, nên gieo chịu tiếp nhận. Chứ có nhiều bé nhỏ quý vị gieo đi, nó không chịu làm theo đó, dẫn đi chơi là nó quen rồi, sao mà quý vị dẫn đi đến chùa. Nhưng mà cái hương vị mà hồi tối mà lại Quan Âm mà các cháu nó vui á, cái hương vị này nó gấp 10 lần mà nó đến khu vui chơi nó chơi luôn đó. Gấp 10 lần luôn đó quý vị. Cái từ trường nó đặc biệt lắm kìa, vì niệm Bồ Tát mà. Thì tức khắc tâm của các bé lúc đó là Bồ Tát Quán Thế Âm đó. Thì trồng cái chủng tử này cho các cháu thì nó phát lên cái tâm từ bi tha thứ. Con người mà từ bi tha thứ thì làm sao bất hiếu với cha mẹ, làm sao mà không có phước duyên. Từ khi còn nhỏ đã gieo được cái chủng tử từ bi tha thứ này à, đặc biệt chưa. Nên từ bây giờ là một năm 3 lần tổ chức cho các cháu lễ Bồ Tát Quán Thế Âm à. Vô khuôn rồi đó nghe. Lần này là lần đầu tiên á, bắt đầu là 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9. Chúng ta là người lớn nha, trước đó một tuần á, là cho các cháu á, những đức chịu khó chịu cực gầy dựng chỗ này. Chi quý vị, sau này các cháu lớn lên, các cháu sẽ là những vị Phật tử thuần thành, những người tu tịnh độ. Lớp lớn này biết niệm Phật rồi đúng không? Bây giờ tiếp nói là gầy dựng lớp nhỏ nè. Quý vị chờ coi cái lớp nhỏ của những đức sau này đều là những Phật tử niệm Phật thuần thành từ nhỏ đến lớn luôn á. Tại vì từ còn nhỏ đã gặp như vậy rồi, duyên thù thắng rồi. Tới lớn lên thì niệm Phật chứ làm sao. Khó thể nào mà bị cái dòng xoáy cuộc đời cuốn hút lắm. Tại vì từ khi còn nhỏ này được cái duyên chồng như vậy, dù là bị cái cảnh thế gian nó cuốn hút nha, nhưng một ngày nào đó sẽ quay đầu lại với Phật Pháp á. Vì còn nhỏ nó được chồng cái chủng tử này dày quá, rất là cần đó. Con cháu của mình quý vị có để là bao nhiêu tiền cũng không bằng chỗ này đâu. Chỗ cho biết niệm Phật, cho biết niệm Bồ Tát là chỗ đại thù thắng đó. Đây mới là chỗ đại hạnh phúc nè. Hạnh phúc lắm đó. Chúng ta gặp được Phật Pháp, chúng ta thấy lợi ích rõ ràng, là giải quyết nhiều vấn đề của cái khổ cuộc đời mình. Từ bệnh hoạn nhờ Phật Pháp giải quyết được, bị chồng bỏ nhờ Phật Pháp giải quyết được, hoặc là bị vợ bỏ cũng nhờ Phật Pháp. Vì sao Phật Pháp có thể giải quyết được chỗ này? Vì học được nhân quả. Mình đã từng gieo nhân gì thì nó ra cái quả nấy chứ. Từ nơi đó mình phải tin nhân, tin quả. Những đức hôm qua mừng thọ cho các cụ, những đức nói một câu rằng mình làm con hiếu thảo với cha mẹ thì con mình hiếu thảo với mình. Mình làm con ngỗ nghịch bất hiếu, không nghe lời cha mẹ thì con của mình đối xử với mình vậy thôi. Đời này chưa có làm chỗ đó, nhưng mà nhiều đời nhiều kiếp mình đã làm chỗ này. Làm gì nó không có nhân mà nó có quả. Nên khi trong lòng mình mà buồn á, là mình ôm cái nghiệp không buông ra đó. Buông ra đi. Khi buông ra đó thì cái nghiệp này nó chấp cánh nó bay đi. Rồi chúng ta bỏ vào câu A Di Đà Phật. Bỏ câu A Di Đà Phật càng nhiều vào á, thì cái chỗ nghiệp quả tự biến mất hết nè. Thì bắt đầu là trong tâm mình nó tràn ra là cái gì? Câu A Di Đà Phật. Khi quý vị nghe được chỗ này rồi, quý vị thích niệm Phật dữ lắm. Vì sao? Dù là quý vị niệm câu A Di Đà Phật thật hay là quý vị niệm giả gì đó chăng nữa, quý vị niệm lên một câu A Di Đà Phật và bỏ vào tâm quý vị một câu A Di Đà Phật. Quý vị coi đi, khi mà mình gót nước, thử gót nước vào ly, quý vị gót cho nước tràn ra đi, thì cái gì tràn ra? Là nước tràn ra đúng không? Là nước. Như vậy bây giờ tâm mình mỗi ngày suy nghĩ sầm bậy nhiều quá, là cái nhân nhiều đời nhiều kiếp mình làm sầm bậy nhiều quá. Từ cái nhân đó mà bây giờ đời của mình á, sanh ra cuộc đời này á, cái tâm nó nghĩ sầm bậy nhiều quá, là cái quả nó đổ ra nhiều quá. Bây giờ thì bắt đầu mình trồng lại cái nhân là bỏ câu Phật hiệu nhiều vào, bỏ nhiều vào, nhiều vào, nhiều vào,
cứ bỏ hoài vào câu A Di Đà Phật. Từ từ rồi như thế nào thì nó đầy ở trong tâm mình là câu A Di Đà Phật. Giống như gót nước thì tràn là tràn nước. Như vậy thì chúng ta gót câu A Di Đà Phật vào tâm, khi tràn ra là chắc chắn là tràn câu A Di Đà Phật. Mà tràn câu A Di Đà Phật thì mỗi câu này là nhắc mình cái gì? A là Vô Di Đà, là lượng Phật, là giác. Niệm niệm giác ngộ, niệm niệm hiểu biết, nhất định là niệm niệm vui vẻ. Còn nếu mà niệm niệm mê hoặc điên đảo phát ra thì chắc chắn là khổ đau. Nên câu A Di Đà Phật này giờ giờ khắc khắc là phải niệm. Cứ niệm đi, chắc chắn sẽ lợi ích rất lớn. Cái tâm chúng ta giống như là chiếc máy quay phim vậy đó. Thí dụ như bây giờ quay phim đặt chiếc máy chính quay chỗ Nhuận Đức nè. Còn những chiếc máy mà đi dạo cảnh là máy phụ, đúng không? Khi quý vị lên quý vị làm phim á, thì chiếc máy chính này nó sẽ trả lại cái chỗ mà quay Nhuận Đức chính nhất là nhiều nhất. Còn những chiếc máy phụ đi dạo cảnh thì ít cảnh thì nó trả ra là ít. Nghe chỗ này quý vị nắm được là chúng ta phải thu lại câu A Di Đà Phật cho nhiều, cho nhiều, để khi chúng ta coi lại là nó trả ra là câu A Di Đà Phật. Tuyệt diệu. Ngay chỗ này là chỗ nó quá giải bệnh đau mà không có thuốc trị nè. Cái thân này bệnh đau mà nó không hết là do cái tâm này u uất buồn phiền lo âu nè. Cái thân đang bệnh chưa giải quyết xong mà cái tâm này một đống rầu rĩ bên trong nó để trong nè. Nó để ở trong tâm nhiều cái lo âu buồn phiền mà cái thân này thuốc gì uống vô nó cũng không hết bệnh được. Quý vị nghĩ thuốc là nó trị cái thân này. Còn cái thân này bệnh là do tại tâm này. Thuốc nó trị bệnh thân, nhưng làm sao nó trị bệnh tâm? Mặc tâm linh, Phật Pháp mới quá giải tâm. Quá giải tâm được thì thân hết bệnh. Quá giải tâm mới là tận gốc để mà trị bệnh. Trị bệnh gì? Tham sân si là từ tâm. Câu Phật hiệu này có thể trị được tham sân si. Tham sân si mà tận gốc rồi thì làm gì có bệnh. Cái bệnh của tham là nhân, cái quả mà trổ ra đó là ngạ quỷ. Quý vị nghĩ đáng sợ không? Vô cùng là đáng sợ. Về cái bệnh tham này là nhân mà trổ ra cái quả là ngạ quỷ. Ngạ quỷ là vô lượng kiếp đọa làm ngạ quỷ. Về cái chỗ tham chấp nặng nề này đối khác vô lượng kiếp, cái tiếng nước còn không được nghe nữa, chứ đừng nói chỉ là uống nước được. Còn cái bệnh sân là nhân, chiêu cảm cái quả báo khi cận tử nghiệp mình mất đi, phải đọa lạc là địa ngục. Địa ngục thì mỗi ngày là bị chém giết chặt, cắt mổ, một giờ một khắc cũng không ngưng nghỉ ở trong địa ngục khổ đau như vậy. Còn không biết chánh tà là ngu si, là nhân. Quả báo tương lai là súc sanh. Từ nơi đó Phật Pháp quá giải dùm cho chúng ta cái chỗ là tham sân si tam độc. Mà từ phiền não xuất hiện là ngay cái chỗ tham sân si này mà làm cho mình phiền não. Chúng ta nghe Phật Pháp rồi chúng ta không tùy tiện phiền não, không tùy tiện buồn người, không tùy tiện dặn người khác để trong tâm. Đó là dẹp đi cái chỗ tham sân si, là chúng ta bỏ đi cái quả báo tương lai là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Phật Pháp phân tách rất là rõ ràng cho chúng ta nghe. Những đức đọc một công đoạn này trong quyển sách An Sĩ Toàn Thư, những đức kể cho quý vị nghe rất quan trọng nè. Chắc chắn rằng là người người chúng ta bị dính hết. Có một câu chuyện này. Nhà ông này có một con ngựa. Khi mà con ngựa này nó làm việc đó nghe, thì cái ông này ông đánh con ngựa dữ dội lắm. Đánh con ngựa rất là nhiều.
Thì một ngày kia tự nhiên con ngựa này nó phát ra tiếng người, quý vị. Nó nói rằng là: đừng đánh tôi nữa, tôi là mẹ của ông đó. Khi mà tôi sống với ba ông á, là tôi làm điều không phải, lấy của cải ở nhà đem cho một đứa con riêng của mình, nuôi đứa con riêng của mình mà không rõ ràng. Từ ngay cái nhân trộm cắp đó mà tôi phải làm ngựa trong nhà này, cho của cải đứa con là đứa con gái, bây giờ em của ông là con ngựa con kế bên đó, vì nó nhận cái của ăn cắp ăn trộm để nó sử dụng nên nó phải làm ngựa con để trả nợ. Quý vị nghe chỗ này thì tùy quý vị có tin hay không tin, nhưng quý vị ngồi suy nghĩ đi. Khi mình làm vợ người ta mà đồng tiền nó không rõ ràng, đem đồng tiền mình giấu đút, mình đem cho gia đình riêng của mình, thì quý vị coi lương tâm quý vị nó có an không? Quý vị làm việc không quang minh chánh đại thì chắc chắn là trốn người là sai rồi. Bây giờ mình học Phật, mình phân tách cái chỗ này đi, sai rõ ràng. Nếu mà việc này đúng thì sao mà mình đi giấu chồng? Sao mình không nói rõ ràng cho chồng biết? Nói rõ ràng cho chồng biết thì việc này không sai. Nhưng nếu mình giấu đút tiền mình cho gia đình mình là sai đó nha. Đây là mang tội trộm cắp đó. Dù là trong gia đình đó mà còn phải làm ngựa để trả nợ đó. Như vậy thì bây giờ quý vị học Phật rồi, muốn hóa giải không? Còn sống này phải hóa giải. Hóa giải bằng cách nào? Nếu quý vị mà thấy thuận tiện thì mình đã từng tạo chỗ đó, thì bây giờ phải hóa giải, là nói rõ cho ông chồng biết là hóa giải. Còn không nói thì nó tích trữ lại, cái nhân đó nó chiêu cảm cái quả báo là phải làm trâu làm ngựa trong nhà người ta trả nợ đó. Vì tội ăn cắp, tội ăn cắp không có nói người thân gì cả, ăn cắp là ăn cắp mà. Nhân quả rất rõ ràng chứ không phải nói là dị tình gì hết chứ. Gieo nhân gì thì gặt quả nấy rất rõ ràng. Còn có một câu chuyện này nha. Đứa con sống trong gia đình, mà đứa con này là đứa con gái. Con gái thì thường nó thích ăn diện, nó ăn cắp tiền của cha mẹ, nó đi mua son phấn. Thì nó ăn cắp tiền của cha mẹ, nó chưa xài được nha, nó lấy cái số tiền này nó giấu vào trong cái ống tre. Thì thọ mạng nó đến, nó chết đi, lấy tiền chưa xài được. Như vậy mà nó đầu thai làm lừa trong nhà của cha mẹ, chết chưa được bao lâu thì đầu thai làm lừa trong nhà. Rồi cái tục lệ xưa đó, họ khi qua Tết rồi thì nhà này đãi khách, tới nhà kia đãi khách, tới nhà ông này đãi khách, thì mua một con lừa chuẩn bị làm thịt. Con lừa này cái mình nó thì màu xanh mà cái đầu nó màu trắng. Buộc con lừa đó chuẩn bị làm thịt nướng hay gì đó, thì khách người ta đến, người ta thấy là buộc một đứa con gái mười mấy tuổi bằng bộ đồ màu xanh, trên đầu thì đội cái nón màu trắng. Người ta nhìn thấy rõ ràng như vậy thì bắt đầu là nó nói người khách đến rằng: tôi là con của chủ nhà này nè, vì cái tội của tôi là ăn cắp tiền của cha mẹ mà muốn ăn diện mua son phấn, mà chưa có xài được đem đồng tiền này bỏ vào cái ống tre chỗ đó đó. Vậy mà giờ mà cái tội lỗi của tôi phải đọ làm kiếp lừa để trả mạng. Thì cái người khách đó mới gặp chủ nhà nói rõ ràng, người chủ nhà mới hỏi: ông thấy như vậy mà cái hình dáng đứa bé thì sao? Thì ông tả ra cái hình dáng đứa bé thì y rang như con này. Rồi mới nói là đồng tiền nhét chỗ đó cắt đó. Thì tập trung đến chỗ đó coi thì rõ ràng nó cắp tiền nó nhét ngay chỗ đó.
thì ông này mới mở con lừa đó ra đem lại chùa phóng sạch. Rõ ràng Phật dạy mà chúng ta không tin sao? Nhân quả ba đời không sai chạy vào đâu, gieo nhân gì thì gặt quả báo nay. Người chết làm lừa, lừa chết làm người. Người ăn thịt lừa rồi lừa ăn thịt người lại. Phật còn nêu lên rằng là tất cả chúng sanh đồng là một thể. Người học đạo nên nhận thức rằng xem người nam như là cha mình, xem người nữ như là mẹ mình, đều là thân bằng quyến thuộc của nhau mới gặp nhau. Một con vật vào nhà mình là có duyên với mình mới đến nhà mình. Dù là một con thằn lằn, một con muỗi, một con gián, một con chuột, nếu quý vị mà lấy thuốc xịt nó chết, giết nó, đập nó chết, coi chừng là con cái cha mẹ mình đó. Vì ái nhiễm mới đầu thai vào gia đình mình, có duyên mới đầu thai vào gia đình mình. Nên mấy bữa trước những đức đọc một câu chuyện nhân quả để học tập với đại chúng, có một con đoạn. Khi gia đình này làm đám cưới chuẩn bị giết heo thì xuất hiện một vị xuất gia. Vị xuất gia này ông tu hành có sở chứng, thì ông bước vào nhà. Ông chủ gia đình này cũng là người mộ đạo, rất là cung kính, mời người xuất gia này đến hàng ghế thượng khách mà ngồi. Thì người xuất gia này cười ha ha. Người chủ nhà này thấy cũng lạ, tại sao người xuất gia này cười như vậy. Thì hỏi người xuất gia, nói rằng là ông đang làm chuyện điên đồ. Ngày nay là ngày gì? Thì người chủ nhà nói ngày nay là ngày tôi cưới vợ cho con tôi, đang chuẩn bị làm cái gì phía sau là đang chuẩn bị giết heo. Ông có biết con heo đó là ai không? Con heo đó là cha của ông đó. Còn ông biết rằng là cô dâu mà ông chuẩn bị rước về nhà ông là ai không? Là ai? Là mẹ của ông đó. Mẹ ông á, khi mà gần chết là núm níu đứa cháu này dữ lắm, đúng hay không? Núm níu lắm nên bà muốn gần gũi đứa cháu này, nên bà đầu thai trở lại cuối cùng làm vợ của đứa cháu này. Nên Phật nói trong kinh giáo rằng là chúng sanh loạn lưng với nhau, chúng ta đâu biết đâu. Từ ngay chỗ này đến thế gian này, trai lớn thì có vợ, gái lớn thì có chồng, chuyện này là bình thường thôi. Nhưng quý vị nhớ, đám cưới con cái mà sát sanh nhiều là vợ chồng nó không có hạnh phúc á. Làm sao mà hạnh phúc được? Trong khi mình làm đám cưới thì người ta chúc mình trăm năm hạnh phúc, mà bao nhiêu con vật nó rơi nước mắt nó khóc, máu nó chảy biết bao nhiêu nói, biết bao nhiêu con cá, con gà, con heo, con vịt nó chết vì ngày đám cưới này. Thì cái phước của đôi vợ chồng này còn đâu mà hạnh phúc. Thì quý vị coi hôm nay cặp vợ chồng mà đến với nhau, có mấy cặp vợ chồng hạnh phúc không? Vì sát sanh quá nhiều rồi để lo ngày đám cưới đó. Thêm cái nữa là gia đình nghèo mượn nợ tứ tung để làm đám cưới, cũng muốn có tiếng tăm chút. Nhà nghèo mà cũng đi mượn tiền góp, mượn nợ để mua vàng cho nhiều, để cho con dâu, đúng không? Cho con dâu xong rồi đám cưới xong một hai tháng bắt đầu là lột vàng con dâu hết trơn, nói rằng là thôi cho cha mẹ mượn đi để lo một số việc. Mượn xong rồi không trả, đứa con dâu nó xem thường cha mẹ chồng, cuối cùng nó nổ lên một cái là bắt đầu là chửi lộn nhau, thì vợ chồng tan nát. Người mà nghe được đạo pháp ai mà làm chỗ kỳ cục ấy. Mình dù là nghèo, đã cái của cho con dâu rồi là tuyệt đó mình không có lấy lại,
Nghèo là nghèo cái khoảng khác, chứ không có nói là mượn vàng con dâu. Đứa con dâu này nó chưa hiểu đạo, nó đâu có hiểu được, thì làm sao mà nó tôn kính cha mẹ được. Rồi nó cũng xem thương người chồng nó luôn nữa. Từ nơi đó là mầm móng nó tan vỡ. Nên quý vị nghe được đạo pháp, mình làm cái gì nó vừa với cái khả năng mình thôi. Ngoài khả năng mình đừng có làm. Cái chỗ chính là hạnh phúc. Mình đi cưới dâu cho con mình, nghèo là nghèo, làm gì mình phải che mắt thiên hạ. Còn có những người muốn gả con gái thì bắt đầu đi xem nhà, đi về khu vực đó, đi coi nhà đó coi có được hay không, nhà đúc hay nhà tường hay là nhà lá hay nhà sắp sửa sập. Đúng là thế gian không dùng trí của ăn để nhận thức. Cái nhà đó, cái nhà tường thiệt là to, cái hình thức bên ngoài ai biết được cái ruột trong nhà đó cái gì chồng. Nhìn cái hình bên ngoài mà nợ thì một đống ở trong nhà đó đó. Đứa con về một hai tháng thì nó cài như là trâu là bò để trả nợ vậy đó. Nhìn cái hình bên ngoài như vậy nhưng mà nợ một đống bên trong. Còn có nhiều lúc cái nhà lá nhỏ nhỏ vậy đó mà ta không thiếu nợ thì sao? Vậy thì cái chú trọng là đôi trẻ đến với nhau là như thế nào? Đạo đức làm người đến với nhau. Cha mẹ hai bên có đạo đức, nên điều là dạy được con, nên con này sẽ được hạnh phúc. Còn cha mẹ hai bên đều không có đạo đức, dù là nhà giàu cỡ nào đi chăng nữa thì đôi trẻ này cũng tan nát à. Tha hồ mà sát sanh. Những cái chỗ nghe Phật pháp này quý vị nghe chắc chắn là có chỗ lợi ích á. Khi quý vị nghe rồi quý vị hiểu rồi đó, quý vị biết hướng dẫn người khác, sau này mình giải quyết cái chuyện gia đình mình nó cũng đúng nữa, không có làm sai. Con người mình khổ nhất là giấu cái xấu, giấu cái nghèo. Cái xấu với cái nghèo sao giấu? Có giấu cỡ nào đi chăng nữa cuối cùng nó cũng lòi ra. Thí dụ như bây giờ những đứt hô sao thì xấu giấu cái hô được. Thí dụ như bây giờ những đứt rụng răng, làm sao mà lấy khẩu trang bịt hoài cái rụng răng này lại được. Mà càng bịt lại thì nó càng khổ với cái rụng răng. Vậy thì thôi. Cho bao nhiêu người ta thấy hết đi, để cái tâm mà nghĩ cái chỗ rụng răng nó mất đi. Còn nếu mà mình cứ thì lúc mà nó ngẫu nhiên quá bắt đầu là cái người ta hết hồn, người ta chạy mắt dép luôn. Rất là rõ ràng mà mình không có tự nhiên được nữa chứ. Nên cái xấu và cái nghèo làm sao mà che, cái điều không phải làm sao mà che. Từ khi là buông nó xuống được chứ làm sao mà giấu nó được hả quý vị? Thí dụ như mình vừa gặp người này nói chuyện ngọ dịu với mình, rồi chăm chút, rồi mọi việc mình thấy mới gặp thấy đặc biệt quá. Nhưng mà nếu cái tâm người này thật là thật, tâm người này mà giả thời gian nó cũng lòi sạch nhách ra hết à. Thí dụ như vừa cưới cô dâu này về nhà e thẹn, nói chuyện đồ mềm mỏng lắm, sáng thức sớm đồ quét nhà đồ lắm, vậy mà tháng sau là ngủ chưa chờ chưa chặt không thức. Bà mẹ chồng mà nói đến cái nói cái gì, bà phải biết bây giờ là mẹ dâu chứ không phải con dâu nghe không. Hỏi sao mà lúc cưới con á, con nói chuyện mềm mỏng với bây giờ sao con hổn với con? Tại vì mới cưới tôi còn mắc cỡ, tôi chưa có quen nước quen cái, bà hiểu không? Bây giờ nhà này tôi quen hết rồi, chồng tôi cũng quay nó vòng vòng như dế. Bà mà lạng quạng tôi xúc vào một đá lộn mèo luôn. Những đức nói chỗ này nó hơi vui vui, nhưng mà quý vị coi đi, hôm nay bao nhiêu bà dâu xuất hiện, con dâu hay bà dâu? Nếu quý vị mà nghe chỗ này mà mình làm bà dâu nữa thì tội lỗi bị gán chịu đó. Mình làm bà dâu thì sau này mình có con trai mình sẽ cưới bà dâu đem về nhà. Còn nếu mình làm tròn trách nhiệm làm con dâu đàng hoàng thì cái nhân, cái quả tương lai là mình sẽ cưới con dâu đem về nhà. Nhân nào quả nấy, không sai một chút nào chứ. Mình trả lời tiếng một tiếng hai đối với cha mẹ chồng thì con dâu của mình nó sẽ trả lời với mình còn hơn như vậy nữa. Nên mình là người con nhớ ơn cha mẹ ruột, thì khi về nhà làm dâu nhà người ta mình phải tròn trách nhiệm như vậy thì mới để cái tiếng thơm đối với cha mẹ ruột ở nhà mình. Còn nếu bây giờ mình về nhà người ta mà tiếng một tiếng hai mình hỗn hậu, có chồng rồi mà ăn diện lố lăng quá để làm chi ạ? Quý vị đi ra ngoài đường để quý vị kéo một số
nhện gùi đi theo quý vị hả? Phiền phức không? Đã mình là có chồng rồi thì mình vừa phải thôi, nó gọn gọn là có được rồi. Quan trọng là cái nội tâm mình nè, để nó hiện cái tướng của mình, ai thấy nó cũng thích. Rồi gặp thân bằng quyến thuộc, dòng họ bên chồng ta đến nhà mình, gương mặt mình nó tươi vui, nó niềm nở. Rồi có thức ăn, thức uống gì mình dọn ra cho gia đình bên chồng ta ăn đàng hoàng đi. Quý vị mà làm dâu mà như vậy thì ai mà không khen quý vị? Dù là chưa trang điểm đi chăng nữa mà người ta cũng quý quý vị nữa. Còn mỗi ngày biết trang điểm mà không chịu trang cái nội tâm của mình thì ai mà tiếp nhận quý vị? Ai mà tiếp nhận quý vị đây? Quý vị nghe những đứa nói chỗ này, ngồi suy nghĩ đi. Không có ai mà không chấp nhận chỗ này hết trơn á. Cái hình bên ngoài nó một ngày nào nó cũng tiêu, nhưng cái nội tâm mà nó phát ra nó mới giữ tồn tại lâu dài. Nên cái người đàn bà phải nghe được cái chỗ này. Ăn diện là ăn diện, dọn dẹp là dọn dẹp, chứ không phải bê tha. Nhưng đừng có lố quá. Đừng có nghĩ rằng xã hội bây giờ nó mô đen quá đáng. Mình chạy theo cái mô đen đó là mình bị cái dòng xoáy cuộc đời nó cuốn hút mình. Mình sai rồi, mình thất bại rồi. Một người phụ nữ mà đi ra đường bằng áo dây lộ lẫy quá, quý vị tạo nghiệp đó. Ngồi suy nghĩ nè, quý vị bận một cái bộ đồ quá mỏng manh đi ra đường thì bao nhiêu á là con người á nó khởi tâm bậy bạ. Đó là quý vị đang trồng cái nhân xấu vào tâm cho người ta đó. Hòa Thượng Tịnh Không nói á, người nữ mà như vậy là tương lai đọa địa ngục đó. Vì sao? Quý vị trồng cái tâm dục vọng cho người ta, bao nhiêu người khởi lên tâm đó. Mình nghĩ rằng là mình có dáng dốc đẹp, bây giờ mình phải hở hang rồi phe dáng của mình. Đây là tội lỗi càng nặng mà mắc dáng càng mau. Cái dáng có đời này là do tu mà có đó. Bây giờ đem cái chỗ này mà khoe cho người ta, bao nhiêu người để mà khởi tâm xấu. Như vậy thì cái dáng này mau mau mắc, rất là mau mắc. Dù quý vị có thẩm mỹ viện cỡ nào đi chăng nữa cũng là giả hết. Quý vị coi đúng hay không? Vì ham đẹp quá nên đi làm chỗ đó. Làm chỗ đó là đi ngược lại cái cuộc sống tự nhiên, phản lại định lực nhân quả. Nên phải chuốc lấy cái hậu quả là ung thư đó. Muốn đẹp một chút mà đi cắt chỗ này sửa chỗ kia, bơm chỗ nọ, cuối cùng thì nó ra cái gì? Nó chảy ra càng xấu nữa quý vị à. Nó không có tồn tại lâu dài chút nào cả. Cái người mà không sửa sang á, mà quý vị sửa tâm quý vị là tương lai quý vị giữ được cái sắc lâu lắm, rất là lâu. Còn nếu không dễ bị ung thư lắm à. Một chút đẹp đó nó không đặc biệt bằng quý vị luyện tâm quý vị đâu. Một người đàn bà mà chung thủy, nói chuyện mềm mỏng đàng hoàng, biết hiếu kính với cha mẹ chồng, chắc chắn là người chồng này đố mà bỏ quý vị được. Ai bằng quý vị mà bỏ quý vị? Nhưng mình diện nhiều nhưng mà mình nó không có chung thủy, lời nói của mình nó không có đàng hoàng với cha mẹ chồng thì vẫn bị chồng bỏ. Chồng vẫn bỏ quý vị. Những chỗ, những đức mà chia sẻ với quý vị là cuộc sống hàng ngày đó. Cuộc sống hàng ngày này mà ổn được là học Phật mới tiến, người ta mới tiếp nhận Phật pháp. Đừng có nói rằng học Phật chỉ lo niệm Phật không. Lo niệm Phật phải phát huy được cuộc sống hàng ngày, như vậy thì người mới tiếp nhận Phật pháp. Còn nếu không ai mà tiếp nhận Phật pháp? Chúng ta học Phật mà chúng ta bừa bãi thí đại, làm sao người ta tiếp nhận Phật pháp? Ngồi suy nghĩ đi. Những công đoạn này những đức nói rất là quan trọng. Quý vị ngồi suy nghĩ mình có dính hay không. Có dính phải thì bây giờ mình chuyển lại, thay đổi lại, mình sửa đổi đi. Thì đó gọi là thật sự sám hối đó. Chứ không phải là lâu lâu đi đến chùa lễ sám hối. Đó là sám hối bằng hình thức. Còn nội tâm mà buông xuống là mới thật chất sám hối. Thật chất sám hối. Ngày Chủ Nhật nào đi đến đây cũng học tập niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư. Cái ung thư này phát ra là từ đâu? Từ tâm phát ra cái thân này đó. Bây giờ nói chỗ này để hóa giải cái nội tâm nè, để con người xây dựng lại, coi coi cái hành vi của mình như thế nào. Mà bây giờ mình mang bệnh mà không có thuốc trị, coi lại cái chỗ này mới là coi cái gốc. Còn nếu quý vị chỉ nhìn cái ngọn bệnh này thôi á, thì không có trị được cái gốc bệnh. Cái gốc bệnh là hành vi của mình lúc khỏe đó. Mình nghĩ, mình làm hành vi như thế nào, đó là nhân. Nên cái quả phải chịu là cái thân bệnh không có thuốc trị nè. Thí dụ như bây giờ cái ông này bị ung thư bao tử, ông coi lại coi ông hút thuốc và nhậu nhiều hay không. Cái cơ thể như vậy mà đem rượu chuối bỏ vào, nó nóng muốn cháy ruột bên trong à.
rồi hút thuốc phi phà khói lửa, đốt tiền đốt phổi. Đó là nhăn. Nhăn như vậy thì chiêu cảm cái quả báo là ung thư bao tử. Bây giờ ngồi suy nghĩ lại, cái bệnh này mà bị là cái nhăn từ đâu? Thì bây giờ mình muốn dẹp cái bệnh này thì phải bỏ cái nhăn đó, xây dựng lại. Rồi cái bị bệnh ung thư bao tử rồi mà còn sân si nữa, vì bệnh đau khó chịu nên sân si. Người ta hỏi đến nói đến thì bắt đầu là la sùm. Đó là đem bệnh bỏ vào thuốc nào mà trị cho người này được. Nên muốn trị được cái căn bệnh thì nhất định là phải nhận thức được cái nhân mình đã tạo cái gì cái gì. Rồi có những người ung thư ngực, quý vị coi lại đi, cái hành vi lúc còn trẻ của mình nó làm sao mà bây giờ phải bị cái bệnh này ung thư chỗ đó. Rồi có những người ung thư bàng quang, coi lại lúc còn trẻ mình tham đắm chỗ nào mà bây giờ ung thư bàng quang. Tham đắm chỗ nào là nhân, chịu cái quả chỗ đó, là chúng ta phải nhận thức cái nhân đó. Phật pháp là chỉ nhân quả. Nhận đức nói nhân quả thì càng rõ ràng nữa, không có mù mờ. Thí dụ như người này găng vàng hết, ngồi nói chuyện người ta chịu không nổi, nó hôi vô cùng hôi, là từ đâu? Hút thuốc nhiều quá, răng vàng hết. Quý vị nghĩ đi, con người mà như vậy làm sao có niềm tin đi đến cái chỗ làm ăn với người ta. Nụ cười bằng 10 thang thuốc bộ. Chúng ta cười ra thì răng vàng khè, nói chuyện thì cái hơi thiệt là hôi do hút thuốc nhiều quá. Bây giờ chúng ta bỏ nó đi thì chúng ta chuyển lại được thôi. Nên các ông nam nghe cũng lợi ích, mà người nữ nghe cũng lợi ích. Quý vị nghe, quý vị còn chia sẻ cho người khác có lợi ích nữa chứ. Biết phương pháp nói chuyện, gặp cảnh duyên nào cũng nói chuyện được cả. Nghe pháp vô cùng là lợi ích. Một buổi đi đến đây nghe pháp, quý vị có đi du lịch 10 nơi đi chăng nữa cũng không bằng một buổi đi đến đây nghe pháp nữa. Đi du lịch 10 nơi nhưng nó bỏ vào tâm quý vị bao nhiêu là cái tạp loạn. Nhưng mà đi đến đây nghe pháp là nó dẹp tạp loạn của tâm. Cái rối của tâm nó có mối sở. Chúng ta rất là cần sở được cái rối của tâm. Rối của tâm mà sở được, đầu mối mà ra rồi, thì tức khắc chúng ta có niềm vui. Con người ai không cần niềm vui. Nhưng mà người xã hội thì đi tìm niềm vui là phải đi du lịch chỗ này chỗ kia. Nhưng trở về nhà rồi thì âu sầu buồn bã. Chúng ta đi nghe Phật pháp là giải quyết từ nội tâm, từ cái gốc giải quyết, thì nhất định là cành lá hoa quả sum xê. Chắc chắn là như vậy. Quý vị nghe những đức nói hồi nãy tới giờ chắc chắn rằng là có người dính nè. Bởi vì nghe đều là công nhận rằng là có tình có ly. Có tình có ly. Nên tất cả những người mà bị bệnh ung thư hay bệnh sida hay là bệnh gì đó mà không có thuốc trị, phải ngồi xuống bình tĩnh suy nghĩ. Ta đã từng gieo cái nhân gì? Như vậy thì bây giờ muốn chuyển lại cái nhân để có cái quả về sau tốt đẹp, thì chúng ta dùng phương pháp hữu hiệu, dễ dùng nhất, đó là ngồi đâu cũng là A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Miệng niệm tai nghe rõ ràng từng câu từng chữ câu A Di Đà Phật này là nhân. Cái nhân câu A Di Đà Phật này, nếu quý vị siêng năng mà niệm là nó chỗ cái quả là chúng ta được sanh về thế giới cực lạc. Muốn giải quyết được vấn đề khổ đau của vô lượng kiếp trầm luân thì nhất định phải tu hành. Niệm Phật mới giải quyết được vấn đề sanh tử trong vô lượng kiếp. Chúng ta đang ở thế gian này, dù có giàu, có danh, có đẹp cỡ nào đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn bị trầm luân. Rõ ràng sanh không mang đến, chết không mang đi. Tạo bao nhiêu của cải, chết cũng không mang đi. Nhưng mang đi cái gì? Trong kinh giáo Phật nói mang nghiệp đi theo mình. Rất là rõ ràng, nghiệp lực mang theo mình. Chồng, con, vợ, của cải, vật chất, xe hơi đều để lại hoàn toàn. Nhưng quý vị ngồi suy nghĩ, cái nhân mà tạo ra của đó, quý vị đã từng làm có sai hay không mới có được của cải đó? Của cải đó tạo ra có sai hay không? Khi mất để lại hết, nhưng nghiệp quả đi theo mình.
ăn chung mà tội riêng. Tại sao nói ăn chung mà tội riêng thầy? Ăn chung là quý vị làm gia đình cùng ăn chung, tội là quý vị tự đi chịu. Những đứa con quý vị nó đến nó có cái khổ không phải là do quý vị làm nó chịu, mà là do nó chiêu cảm cái con nợ tạo nghiệp giống như quý vị, đi đến nhà quý vị làm chồng, làm con, làm cháu quý vị. Đó là ai tạo nghiệp gì thì lãnh cái quả này, chứ không có cái chuyện cha mẹ tạo mà con chịu. Chỉ có là chiêu cảm nghiệp quả giống nhau ở trong gia đình để cùng trả nợ. Rất là rõ ràng. Như vậy thì chúng ta ngồi nhận thức đi, có nên làm tốt hay không. Đời này gặp nhau làm vợ chồng của nhau chỉ có mấy chục năm mà. Qua một đời này rồi chúng ta có gặp lại mặt nhau đi chăng nữa cũng không biết nhau nữa. Không biết nhau vì còn trong lục đạo là còn mê khi kết ấm. Làm sao mà biết nhau được? Nên chúng ta tại sao phải về thế giới cực lạc? Vì chúng ta về thế giới cực lạc thì sanh ra nơi nào chúng ta cũng không bị mê khi kết ấm cả. Đây là nguyện lực của Phật A Di Đà phát lên. Chúng ta biết rõ người đó là người thân của ta là như thế nào hết luôn. Vì người ở thế giới cực lạc là Bồ Tát Bổ Sứ đi độ sanh tha phương khắp giới. Làm sao mê khi kết ấm? Còn nếu còn nằm trong lục đạo, lục đạo là địa ngục ngạ quỷ súc sanh chờ người Atula. Đến cõi chờ rồi thì vẫn là phàm phu. Phàm phu đó gọi là phàm phu cao cấp. Hưởng phước rồi cuối cùng cũng rớt xuống lại, vì vẫn còn nằm trong lục đạo, chưa siêu vượt tam giới. Người giảng sanh là siêu vượt tam giới rồi, không còn cái nghiệp quả chói buộc mình được. Chả nhưng không khổ, Bồ Tát chả không khổ, phàm phu chả thì khổ. Rõ ràng không? Bây giờ quý vị ngồi trong đây ngồi suy nghĩ nè, hay tất cả người nơ nơ khi coi công đoạn này, quý vị ngồi suy nghĩ đi. Phải chúng ta trả nợ là bực bội hay không? Chúng ta cứ là ôm cái tình chấp rằng á, tại sao tôi làm vợ ông, tôi nhiệt tình thương yêu ông, lo cho gia đình như vậy mà ông đối xử với tôi như vậy. Tôi thương ông như vậy mà tại sao ông đi có vợ nhỏ. Nhưng chúng ta không biết được rằng á, cái nhân chúng ta cũng đã từng làm chồng người ta mà bỏ vợ nhà đi gian díu với người đàn bà khác. Nên đời này chúng ta tiếp tục làm người đàn bà, chúng ta bị chồng bỏ lại. Đó là nhân quả rõ ràng, không sai chạy vào đâu cả. Nhưng mà phàm phu chúng ta cứ ôm cái tình chấp là tại sao tôi đối xử tốt với họ như vậy mà họ đối xử tệ với tôi như vậy. Hoặc là mẹ đã mang nặng đẻ đau, sinh con ra rồi nuôi con không lớn, tại sao bây giờ con lại ngỗ nghịch với mẹ? Tại sao con lại trả lời với mẹ? Mẹ nói một câu mà con lại cự lại với mẹ. Mẹ tức vô cùng là tức. Biết vậy mẹ không sanh con ra đâu. Thà sanh cái trứng luộc ăn còn có nghĩa. Trong lòng của mình cứ ôm cái tình chấp là cực khổ sanh người ta rồi nuôi người ta không lớn. Bây giờ tại sao nói người ta không nghe? Nhưng chúng ta đâu có thấy được nhiều đời kiếp chúng ta đã từng tạo cái nhân gì với họ chúng ta không có biết. Nên bây giờ đến lúc đó, nó hội tụ là nó xuất hiện cái quả này đến để đòi mình. Mình không có biết nên mình là phàm phu trả nợ là mình khổ dữ lắm. Rất là khổ, nên rất là cần nghe Phật Pháp để cởi mở chỗ này. Quý vị phải biết được rằng là nó có nhân quả. Đừng có than chờ trách người, nói rằng tại sao cuộc đời tôi khổ quá, tôi khổ nhất trên đời này. Không có đó quý vị à. Mỗi một người đi đến thế gian này đều có một cái khổ khác nhau. Người đi xuất gia cũng có cái khổ của người xuất gia nữa. Người cư sĩ ngoài đời có cái khổ của người cư sĩ ngoài đời. Người giàu có cái khổ của người giàu, mà người nghèo có cái khổ của người nghèo quý vị à. Ai đi đến thế gian này cũng có cái khổ chứ. Nó từ nơi đó mà mình nhìn thấy người ta mình cũng học được nữa. Chúng ta không có ôm cái chấp nhất nặng nề. Những đức mà ngồi đi nói chuyện nhìn xuống đa dạng cái tư tưởng, tâm tính của chúng sanh. Từ nơi đó chúng sanh thì ngồi nghe thẳng lưng, chúng sanh thì ngồi nghe cong lưng, chúng sanh thì ngồi nghe con mắt chớp chớp, chúng sanh thì ngồi nghe con mắt ngủ gục. Nó không lẽ bây giờ chúng ta rất là mừng vui khi những chúng sanh mà ngồi nghe hoan hỷ đến nghe, còn những chúng sanh mà ngồi gục lên gục xuống nói chuyện sùm chúng ta trách họ? Không có. Đều là nghiệp quả của mỗi con người, và chúng ta với họ đã từng có cái nhân quả gì đó. Bây giờ họ ngồi họ nghe mình nói chuyện mà họ không nghiêm túc,
Mình đã từng tạo cái nhân đó, nên bây giờ cái quả chỗ ra là họ đến đây để đòi chỗ đó với mình đó. Dù là ngồi trong cái pháp hội nghe pháp, nó cũng có nhân có quả của nó nữa. Có những người ta ngồi hoài, người ta nghe người ta thích thú. Còn có những người ngồi nghe một chút là người ta chán, người ta đứng lên người ta ra. Vì mình đã từng trồng cái nhân ngồi nghe người ta nói chuyện Phật pháp một chút, thì mình đứng mình đi ra, thì nó được bao nhiêu đó, thì đến đời kiếp nào đó tiếp tục là cái quả báo đó xuất hiện y rang như vậy. Rõ ràng không? Nhân quả không sai chịch một chút nào hết. Nên chúng ta nghe Phật pháp rồi phải, quý vị phải nhớ nè, niệm niệm nghĩ thiện là niệm niệm an vui, niệm niệm nghĩ ác là niệm niệm khổ đau. Một ý niệm nghĩ ác của đời này, chưa làm điều ác, nhưng cái ý niệm nghĩ ác này nó đã đi một vòng của hư không pháp giới. Rồi quý vị khi sanh ra làm người trong lục đạo này, thì niệm niệm nghĩ ác đó, nó nói tiếp nhau mà để nghĩ ác. Đó là vì chúng ta đã trồng cái nhân nghĩ ác rất nhiều, nên niệm niệm nghĩ ác của đời này cứ tiếp nói. Còn có những người thì vừa nghĩ ác, bắt đầu là họ nghĩ câu ai với đạo Phật liền. Có nghĩa là trong tâm thức của họ, ý niệm nghĩ ác ít hơn là ý niệm nghĩ thiện. Ý niệm nghĩ thiện của họ nhiều hơn là ý niệm nghĩ ác. Nên đời này của họ vừa nghĩ chỗ ác là phát chỗ thiện. Còn nếu nhiều đời, nhiều kiếp của họ mà nghĩ ác rất nhiều, thì bây giờ họ sanh ra đời là họ ngồi xuống, hoặc là họ gặp bạn, đều là bạn ác, đều là bạn nghĩ ác, niệm niệm đều là giúp cho họ nghĩ ác đi làm ác. Đặc biệt thiệt, chúng ta học nhân quả này thiệt nhiều. Khi mà nghe rồi thì tâm tư con người nó cởi mở ra hết, rất là nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng. Thí dụ như người này sanh ra đời bị khiếm thị, nếu họ không nghe Phật pháp họ rất là khổ với cái bệnh khiếm thị của họ. Nên những đức thứ năm tuần trước, những đức tổ chức chương trình cho người khiếm thị niệm Phật để chi à? Để những đức nói nhân quả cho họ nghe. Người ta khiếm thị, người ta ngồi đâu người ta cũng niệm Phật luôn. Rồi trong số lượng người khiếm thị bữa đó có người cùi nữa, đến ngồi đây nè, cục tay cục chân, cái chân quắn giấy quắn giải đồ lại, tại nó cùi mà, dạy cho họ niệm Phật luôn. Rồi có những người chắc độc màu da cam nữa chứ, đến đây nè, đa dạng thành phần, ngồi mấy trăm người chúng ta nhìn thấy. Thì chúng ta mới quay lại chính mình, ô cuộc đời của mình phước duyên lớn quá. Bây giờ mình sanh ra đời lục căn mình được đầy đủ nè. Người ta khuyết lục căn khổ quá kìa, tay chân không có, tặng cho họ một cọng chuỗi, đeo vào thì tuột ra, đeo vào thì tuột ra. Nên những đức nói với vị rằng, người niệm Phật đi ra đường cầm cọng chuỗi cũng có phước nữa, vì gieo cái nhân Phật vào tâm cho người ta. Phải nhớ đó. Nên những đức nói với tâm mình rằng là từ bây giờ cho đến khi mình chết, mình sẽ cố gắng, cố gắng làm được việc gì tốt cho chúng sanh, cố gắng mà làm. Hôm qua những đức tổ chức mừng thọ cho các cụ quý vị, những đức thấy chỗ này đặc biệt quá. Những đức làm cái gì cũng có chủ trương hết, tổ chức cho các cụ vài lần rồi tới tổ chức cho xã hội bên ngoài, thì các cụ trong chùa làm sao trách được những đức. Những đức đã tổ chức cho các cụ xong hết rồi, riêng biệt các cụ luôn, xong hết rồi. Tiếp tới một bước nữa là tương lai chùa chúng ta sẽ tổ chức mừng thọ khi qua Tết. Khi qua Tết chúng ta sẽ tổ chức mừng thọ lớn cho người xã hội bên ngoài, những người già từ 70 đến 100, tổ chức mừng thọ cho họ. Quý vị biết á, những người già này không dễ được tổ chức mừng thọ đâu. Từ khi là gia đình người ta khá giả rồi, người ta có hiểu đạo sao, người ta mới tổ chức mừng thọ cho cha mẹ người ta. Nên mình phải tổ chức mừng thọ để mà quy tụ người già về chùa, để họ được chương trình mừng thọ cho họ, để con cái được đi đến đây.
ngồi bên cạnh cha mẹ, tặng cho cha mẹ một món quà, nương vào chỗ mình tổ chức mừng thọ, mà con cái cũng cùng với mình mừng thọ cho cha mẹ. Nương vào chỗ mừng thọ này để dạy người già niệm Phật, những đức chuẩn bị làm 3.000 chiếc áo mừng thọ đó. Bắt đầu từ bây giờ là những đức may áo mừng thọ đó. Áo này cũng là màu vàng, chữ đỏ, thay đổi một chút là cổ màu đỏ. Màu đỏ là sức sống đó quý vị. Tay dài, nó khác cái áo đệ tử quy. Áo đệ tử quy là tay ngắn, áo mừng thọ là tay dài, có cổ đỏ. Chữ phía sau là chữ đỏ. Những đức đang suy nghĩ dòng chữ đó để in dòng chữ gì đây. Sẽ in ra 3.000 chiếc áo. Từ bây giờ gặp người già 70 tuổi là tặng lại ra trước rồi, là nhăn, để chiêu cảm cái quả là khi mình tổ chức mừng thọ là hội tụ 3.000 người già. Vì sao những đức tổ chức mừng thọ? Vì những đức muốn khai chuyển cái nền đạo đức văn hóa của người Việt Nam, uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây, để cho nơ nơ người con nhận thức chúng ta phải nhớ nguồn nhớ cội. Đừng vì làm ăn mà quên nguồn cội, rồi sau này con mình cũng tiếp tục quên nguồn cội. Một đất nước muốn phồn vinh hưng thịnh thì nền văn hóa đạo đức làm người nhất định phải trồng cho sâu với nhân dân và dân tộc đó. Còn nếu đá đổ đi nền đạo đức thì dân tộc đó làm sao hưng thịnh. Khi những đức bấm lên cái chỗ mà một số chương trình giây phút cảnh giác, quý vị coi chương trình đó đi, quý vị coi xã hội nó nhiều cái loạn hay không, đa dạng phương tiện để mà tranh đoạt của cải, đấu đá với nhau. Vì sao? Vì giáo dục họ không nghe. Người con không nghe giáo dục nên mới đi làm chỗ đâu. Nên chúng ta là người học đạo, khi chạy xe ngoài đường, lỡ mình cọ quẹt chiếc xe người ta, dù là mình đúng hay sai không nên nói nữa, mà chỗ quan trọng nhất là hai bên nên giúp đỡ với nhau. Thí dụ như mình là người đúng, người ta là người sai, nhưng người ta bị té, người ta bị chạy chụa tay chân, câu đầu tiên chúng ta nói là nói như thế nào? Tôi có lỗi rồi, anh chị, để tôi gọi xe đến để đưa anh chị đến bệnh viện liền, để khám coi như thế nào, mua thuốc men cho anh chị, toàn bộ viện phí tôi lo hết. Rồi xong chúng ta còn bước ra bên ngoài mua một phần quà để gửi cho họ, rồi hỏi địa chỉ nhà của họ ở đâu. Chúng ta vài ba ngày sau phải đến tận nhà người ta để thăm bệnh người ta. Đó gọi là nền đạo đức làm người, trồng nhân duyên lành với chúng sanh, đời đời kiếp kiếp thì nhân duyên phước báo thù thắng. Còn nếu chúng ta không hiểu thì cọ quẹt cái thì bắt đầu là tranh cạnh cãi cọ với nhau giữa đường giữa xa, rồi một chút đánh nhau, còn gây ra chuyện lớn nữa thì tới công an chính quyền người ta đến người ta giải quyết vấn đề. Vì thấy khổ không? Nên học Phật á, chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không. Người mà nghe được giáo dục rồi á, thì người mà các cấp lãnh đạo người ta cũng nhẹ làm việc nữa. Muốn á, làm việc mà khỏe hay không? Muốn. Vậy thì giáo dục đẩy mạnh đi. Giáo dục mà không đẩy mạnh thì các ông cực rồi đó. Rất là cực đó. Nên thời đại này làm quan rất là cực. Vì sao? Vì giáo dục kém nhân dân, từ nơi đó mà làm quan rất cực. Còn nếu đẩy mạnh giáo dục nhân dân thật chắc đó, thì mấy ông làm quan khỏe, chắc chắn là khỏe. Nó đỡ trộm cắp, nó đỡ giật đồ thì khỏe chứ sao. Quý vị ngồi suy nghĩ đi, chạy xe ra đường tự nhiên nó cọ quẹt người ta như vậy mà nó dàn cảnh nha. Nhưng mà nó dàn cái cảnh này nó thành công được là ngay chỗ nào? Ngay cái người không biết tu,
Khi mà cọ quẹt á thì tự nhiên nó té ngang, nó nằm dạ, nói rằng nó gãy chân rồi. Nó la lối sùm lên hết, nó kêu phải đền tiền. Bà này bà nói rằng là tôi không có sai, tôi không có sai gì hết á, tôi đang chạy bình thường tự nhiên ông té ngang, làm gì tôi sai. Rồi nó cãi qua cãi lại, rồi chút bạn bè của nó cùng phe với nó, nó kéo đến. Bắt đầu là nó hỏi chuyện gì à. Cái đầu nó làm bộ, nó khoăn tách đồ, nó nói ông là đàn ông thì sao ông cự đàn bà như vậy. Thì nó cự tiếp tục bà này, bà này bà tức bà cũng cự theo. Thì cái lúc bà đang cự, bà quải trên cái vai bà, cái nải tiền ở trên vai, bắt đầu là nó kéo dây tia đó ra, nó thò tay nó lấy tiền sạch hết. Rồi nó bỏ qua cái giỏ của nó, rồi nó nói thôi chuyện của hai người thì hai người xử lý, thì nghe nó lem xe nó đi. Rồi cái người mà té xe đó cũng nói thôi được rồi bà, nghe mai mốt bà đừng có để tôi gặp mặt bà nữa, nghe đứng lên nó chạy xe đi. Thì bà này bà nói chuyện tưởng đâu là xong hết rồi, cuối cùng nhìn lại thì coi cái giỏ của mình không còn cắt nào chứ, nó kết hợp nhau, vì thấy chưa, kết hợp nhau đó. Quý vị nghe như Đức nói chỗ này, quý vị là người Phật tử có trí tuệ nè, khi ra đường gặp chuyện đói vị bình tĩnh, nghe không, bình tĩnh liền, làm sao nó lấy tiền được mình, bình tĩnh đừng có cãi với nó. Được rồi, ông gãy chân đúng không, để tôi gọi taxi đi khám bệnh, không có bao nhiêu tiền, đừng để chúng ta bị sạch tiền trong túi. Nên người học đạo có thể nhận thức được chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không. Những Đức đọc một công đoạn về niệm Phật cho quý vị nghe, để khi thấy người bệnh hoạn rồi quý vị nhận thức được Phật pháp tuyệt diệu nè. Theo giáo sư Phi, xét về Tây y, nguyên nhân gây bệnh là do các khiếm khuyết di truyền và các yếu tố môi trường. Kinh Phật nói rằng bệnh tật con người là do nghiệp gây ra. Nếu tu dưỡng tốt, tụng kinh niệm Phật, A-di-đà, có thể thay đổi nghiệp, có nhiều bệnh sẽ khỏi. Vì vậy, phương pháp trì niệm Đức Phật A-di-đà để trị bệnh đã được áp dụng tại nhiều quốc gia. Niệm câu A-di-đà Phật, phương pháp này dùng để trị bệnh, nhiều quốc gia đang áp dụng. Tâm địa khi niệm Phật là thiện nhất, tâm địa này thiện nhất. Cơ thể chúng ta là 70% toàn là nước, riêng cơ thể chúng ta. Như vậy thì quả địa cầu chúng ta đang sống cũng là như vậy, 70% là nước, 30% là xương thịt. Quý vị để ý, chúng ta vừa nóng giận một chút thôi thì tức khắc gương mặt của chúng ta đỏ lên hết đúng không? Còn có những người thì môi tái hết đúng không? Nhất là mấy cô đàn bà mà khi nóng lên môi nó tái hết, nó giật cái môi đúng không? Rồi có nhiều cô mà bị bệnh tim rồi mà còn nóng giận nữa chứ, quay quá. Đã bị bệnh tim rồi mà còn nóng nữa, nóng một chút cái tay chân run rẩy hết á, mình mẩy lạnh hết á, mặt tái hết á. Nếu mà không ngăn lại liền là chết tại chỗ liền, thấy chưa? Rõ ràng cái nóng giận, cái tức tối nó ghê gớm cho quý vị. Hiện tướng bệnh liền, thấy chưa? Còn cái người mà người ta vui vẻ thì quý vị để ý đi. Nên có những người người ta gặp mình, người ta hỏi mình câu gì nè: ủa hôm nay thấy anh chị có chuyện vui gì mà sao thấy gương mặt sao tươi dữ ha. Nó thấy chưa. Còn mình mà vừa gặp người ta mà mình có cái trạng thái gì buồn sầu não, người ta vừa gặp mình dù là người ta không dám hỏi, nhưng mà trong lòng người ta nói rằng như thế nào? Chắc chắn rằng là gia đình này có vấn đề gì nè. Thấy ông bà sao gương mặt nó thần sắc nó xấu quá. Nó buồn khổ là thần sắc nó xấu liền. Vậy thì con người mà muốn lâu già, không bệnh lâu chết thì bằng phương pháp nào? Vui. Lợi ích của nụ cười xuất hiện. Cái lợi ích của nụ cười là có hóa giải được cái chỗ buồn giận nữa đó nghe. Thí dụ như hai người này họ giận hờn với nhau vì một cái việc nó không có lớn đâu, nhưng mà càng ngày thì cái việc này nó thành lớn ra là ngay chỗ nào, quý vị biết không?
hai bên gặp nhau không biết cười, mà gặp cái người kia đi, cái đầu đằng kia đến đây á, thì người này á, hướng qua đường khác đi. Một cái việc nó không lớn, nhưng cuối cùng cái hành vi này nè, mà nó làm cho hai bên phải đối nghịch càng ngày càng lớn ra đó. Bây giờ mình học Phật rồi á, mình nên hạ mình xuống, mình gặp người ta trước đi. Ban đầu là miệng nở nụ cười trước để chào người đi, rồi mình mới nêu lên rằng là mình sai rồi đi, thì cái việc nhỏ này nó sẽ tự biến mất liền. Mà đối phương họ cũng nói lại với mình nghe một câu rằng tôi cũng sai rồi, thấy chưa? Nhưng cái quý vị chấp nhận rằng mình sai rồi đó, thì trong tâm mình nó rất là nhẹ, nó nhả ra một cái từ trường vô cùng là tuyệt diệu, để nó hóa giải cái tâm hận thù của đối phương. Thì tức khắc cái tâm của đối phương nó buông xuống cái chỗ giận hờn rồi đó nghe. Thì họ cũng trả lại một từ trường tốt, rằng họ nói với mình một câu như thế này là tôi cũng sai rồi. Có mà, Nhận Đức với ông chú làm việc với nhau lúc ở ngoài đời á, suốt 3 năm Nhận Đức với ông dặn với nhau đứng sát một bên làm việc, không nói chuyện một câu luôn, không có chuyện gì lớn cả, chỉ có cái ngã của ta. Mà cuối cùng là dặn với nhau 3 năm đứng gần không nói chuyện một câu. Nhưng khi Nhận Đức học Phật rồi, Nhận Đức chuẩn bị đi tu đó, thì Nhận Đức qua nhà của ông ngồi nói chuyện với ông, thì Nhận Đức nói một câu rằng con sai rồi, con sai hoàn toàn, con sai. Thì quý vị biết rằng là ông trả lời lại một câu như thế nào? Chú cũng sai rồi, chú làm chú mà chú không có biết hạ mình được một chút nào cả. Con sai, chú cũng đi theo con đường sai, nên chú mới là người sai. Rất là rõ ràng. Như vậy thì vợ chồng mà sống không hạnh phúc là cũng như là cái ta đó. Tôi đúng, ông sai. Ông đúng, bà sai. Đã là vợ chồng sống với nhau, chăn gối, sanh con cái, như vậy mà còn tranh nhau cái chỗ tôi đúng, tôi sai nữa. Vậy làm sao hạnh phúc? Đã đến với nhau sống cả cuộc đời vậy mà còn tranh cạnh với nhau cái chỗ tôi đúng, tôi sai nữa. Nếu ông nói ông đúng thì bà sai. Mình nhịn chồng mình một mức có sao đâu. Mình nhịn chồng mình có ai cười mình? Người ta cười thì người ta chết, chứ bộ quý vị chết sao quý vị sợ. Chồng tôi thì tôi nhịn, bộ tôi nhịn chồng bà sao mà bà cười tôi. Có người nào khen người đàn bà mà lướt qua chồng không? Hay là người ta chê người đàn bà đó? Nếu mà gặp một phụ nữ mà thấy người chồng, gặp một phụ nữ mà chơi chung với một người nữ, mà người nữ này lắng lướt chồng, mà người nữ kia khen, chị quay thiệt á, chắc chắn rằng là vuốt ve giả dối, hoặc là người không hiểu đạo đức. Nên mới nói ở câu này, ai mà khen người đàn bà mà lắng lướt chồng? Người đàn bà mà lắng lướt chồng là người đàn bà đang đá đổ cái uy tín của gia đình đó, hiểu không? Mình là người vợ, hạ mình với chồng không ai cười cả. Người cười là người không hiểu đạo mới cười mình. Người ta đều là khen người đàn bà biết hạ mình với chồng. Chồng chửi mình nhịn, chồng đánh mình im. Làm được chỗ đó đi. Nhưng quý vị không phải là yếu đâu. Quý vị coi nước đi, nước có mạnh không? Nước không mạnh mà có thể đổ cả thành lũy sao? Nước có thể vỡ bờ sao? Tại sao người đàn bà không làm nước? Vô cùng là dịu dàng. Dịu dàng nhưng mà có thể đá đổ cả thành lũy đó. Quý vị coi điêu thuyền đi. Điêu thuyền có thể hạ gục Đổng Trác và Lữ Bố, hai vị tướng quân vô cùng là mạnh đó. Điêu thuyền hạ hai vị đó được đó. Trăm binh mà không dẹp nổi Lữ Bố và Đổng Trác. Như vậy mà một cánh tay liễu yếu của điêu thuyền mà hạ gục Lữ Bố và Đổng Trác bằng cái gì? Bằng cái lưỡi đó. Nếu quý vị là người nữ biết dùng thế mạnh của mình thì gia đình có thể hạnh phúc, và quý vị cũng có thể nói người chồng nghe đó,
không phải là trước mặt người ta lấy cái danh của mình là người đàn bà dữ dội. Đừng có làm chỗ đó. Trước mặt người ta luôn luôn là dịu dàng thì mị, chồng quay qua gây mình cái ổng lấy cái danh trước mặt bạn bè đó, mình cười cười rồi xong á dạ gian rồi đem mồi màng đồ ra cho mấy ông nhậu đàng hoàng đi. Nhậu xong rồi á, rồi xong á dọn dẹp đàng hoàng hết, để nó đi. Lúc ông mà hết rượu rồi á, lúc đó ngồi bên cạnh ông mới hỏi hôm qua anh nói cái gì à? Em lo lắng cho anh như vậy mà vợ chồng mà trước mặt bao nhiêu người mà anh coi em như là người ở đợ như vậy thì ai mà khen mình hả anh? Nếu mà anh cứ giữ như vậy thì kệ anh, nhưng em thì em xây dựng như vậy đó. Nó đau còn hơn là bò đá nữa. Chứ trong lúc mà đàn ông đang nóng, quý vị đá kình với ổng ai tổn thương? Quý vị đá lợn người ta không? Rồi có những người nữ rất là dại, chồng đã đánh rồi mà còn nhào nhào vào đánh tôi đi, đánh tôi đi, đánh chết tôi đi, đưa cái mặt ra đánh đi, nó giọng một chút cái lỗ mũi ăn chầu, cái miệng xưng chù dù lên vậy đó. Nó đánh một chút rồi ngày mai cũng tốn tiền thuốc gia đình, chứ tốn tiền ở đâu cho mình hả? Mà người ta còn cười chừng sớm, người ta còn cười mình đó, hiểu không? Đã người ta đang nóng nên Đức Khổng Tử ngày dạy một câu á: cha mẹ khi mà nóng á, cầm cây nhỏ đánh con thì con nằm im chịu, khi cha mẹ cầm gậy đánh con thì con chạy liền. Vì sao? Vì cha mẹ lúc đang nóng cầm gói nhỏ dạy thì nằm im. Còn nếu cha mẹ cầm gậy mà đánh mà nằm im, lỡ cha mẹ đánh chết mình thì cha mẹ đau lòng rồi sao? Không chi mình làm vợ, ông chồng ổng nóng lên ổng đánh mình, mà mình nó nhào vào đánh đi, cuối cùng mình bị đánh chết làm sao? Rồi con mình nó mất mẹ, rồi chồng ở tù, rồi gia đình tan nát làm sao? Cái hậu quả này rất là lớn. Nếu quý vị là người học đạo, mình phải giải quyết cái chuyện gia đình của mình là bằng cái chữ nhẫn à. Người đàn bà rất là cần cái chữ nhận. Người đàn ông là nóng như lửa, đàn bà là nước. Nhưng mà hôm nay người đàn bà phần nhiều là dầu không mà, với xăng không à. Người ta nóng rồi mà châm dầu châm xăng vào cho cháy nhà không à. Ông đã nóng ông nói có mấy câu rồi, đúng ra là ông nghĩ nói vậy đó mà cái mặt nghinh nghinh. Đàn ông tức nhất là khi mà nó đang bực bội mà đi ngang mà nghinh liếc nó, tức dữ lắm, nó cầm cái gì là nó bửa cái nấy đại đó, tức mà. Cái này là kinh nghiệm đó nghe, những đứa cũng nóng tính nhưng những đứa cũng có kinh nghiệm. Từ nơi đó mình cái lúc ta nóng đừng có đi ngang á. Thấy không? Mấy bà thì dùng cái chiêu này nó không có hay, liếc hoặc là xích thì nó quýnh le lưỡi luôn á. À, làm gì chi vậy? Cái này là không nghe giáo dục mới làm cái bệnh kỳ cục đó. Cái này là bệnh đó. Bệnh này là bệnh, bệnh không có hay ho. Bệnh liếc với cái bệnh mà hay ngoách đó, là cái bệnh này là cái bệnh bà tám biết không? Cái bệnh này đờ đờ nó bị lé đó. Chứ sao? Nói thật, nó là cái nhân cái quả đó. Cặp mắt nó bình thường gì đẹp đúng không? Chứ cặp mắt như gì làm sao đẹp? Sao đẹp? Quý vị nghĩ đi, liếc vậy sao đẹp? Mà liếc còn có chuyện xảy ra nữa. Hoặc là ông chồng ông nói trước mặt bạn bè, phải làm xích là rồi đó nghe, là có chuyện xảy ra rồi đó. Nhiều lúc ông chồng này không muốn đánh, nhưng mà mấy cái người bạn nó cũng không hiểu đạo, nói một câu này cũng có tội nè. Con vợ của mày như vậy mà mày để nó yên được, gặp vợ tao là chết tại chỗ này liền. Đó là châm dầu vào lửa cho gia đình ta tan nát đó nghe không? Mình là người bạn, mình phải nói rằng thôi vợ mình phải từ từ nghiêm túc mà mình dạy. Nó chưa có hiểu được giáo dục thì mình là người đàn ông phải nghiêm túc nghe không? Rồi từ từ mình nghiêm túc đi rồi mình dạy vợ từ từ chứ không có đánh. Vợ chồng chăn gói mà đánh thì coi sao được. Đánh rồi mai mốt thương. Nên có cái bà đó,
chồng đánh 40 năm mà sanh cho ổng 10 đứa con. Thôi ơi, cái gì mà khổ dữ vậy? Tưởng đâu là đánh 40 năm thì cũng không có sanh con nhiều vậy. Nhưng mà đánh 40 năm mà sanh cũng 10 đứa con nữa, ít quá. Thì bà mới nói một câu, thầy ơi, mỗi lần mà đánh nhiều là thương nhiều. Cũng có chỗ này nữa. Mỗi lần mà dặn với nhau đánh năn nỉ xong là thương nhiều đúng không? Nó. Từ nơi đó mà 10 đứa con ra đời là cái lúc đó đó. Nó. Vậy thì đánh làm chi vậy? Nó sức mẻ tình cảm rồi. Mà cái tấm gương nó để lại con cái nó nhìn nó cũng không tốt nữa đúng không? Có đứa con nào mà nhìn thấy cha mẹ đánh mà nó vui đâu? Đau lòng lắm quý vị à. Nên thương con á, vợ chồng phải sống hạnh phúc nghe không? Phải tin nhân quả. Mình làm tròn trách nhiệm mình đi. Dù là ông chồng đi có vợ nhỏ đi chăng nữa, mình cũng không có đi chồng nhỏ nghe không? Đừng có nói cái câu á, ông ăn phở thì bà ăn nem. Ông muốn ăn phở thì kệ ông. Chúng ta ăn nem với chừng sình bụng nữa. À. Nên đừng có dùng cái câu đó. Ai muốn đi ăn cái gì ăn đi, mình ở nhà làm tròn trách nhiệm mình. Rồi mai mốt nó ăn phở ngán rồi nó về nhà nó ăn cơm nguội à. Rồi lúc đó mình mới ngồi mình nói với ông chồng rằng anh thấy không? Tuy là cơm nguội nhưng mà có thể cho anh no lòng được lâu dài đúng không? Còn phở kia lâu lâu anh ăn một lần nhưng mà cuối cùng anh mau ngán lắm đúng không? Lâu lâu mới ăn phở một bữa. Còn cơm nguội thì ăn thường xuyên đúng không? Mình sao mà bỏ cơm nguội được? Còn nếu mình đi ăn nem thì mình trở thành thế yếu rồi. Nên người đàn ông đi có vợ nhỏ bên ngoài, đi thuê phòng trọ, đi mua nhà cho vợ nhỏ ở. Còn mình là người đàn bà khôn khéo nhất, đừng có bỏ cái nơi ở của mình mà đi đâu hết á. Đừng có bỏ. Đừng có dặn chồng một chút á, bắt đầu là mình bỏ nhà mình đi về nhà bên mình. Đây là người ta ghét mình vào cái tội xa chồng đi kiếm người đàn ông mới. Ta ghét mình vào cái tội đó đó. Các vị nhớ không? Phải ở nhà. Rồi người chồng quá tệ thì mình trình lên cho cha mẹ chồng biết rõ ràng để có người lớn đứng ra để giải quyết. Tuyệt đối mình không có hỗn ẩu và không có bỏ nhà. Tuyệt đối không bỏ nhà. Đó mới là người đàn bà khéo léo nghe không? Người đàn bà mà bị gầy một chút là bỏ nhà đi là người ta dễ ghép tội mình lắm đó. Cuối cùng mình mất nhà, rồi con mình bơ vơ đó nha. Quý vị thấy đi đến đây nghe những đức nói vụ niệm Phật thôi á, vậy mà sao nói nhiều chuyện với người ta. Gần 1 tiếng rưỡi rồi đó mà bao nhiêu á, cái chỗ lợi ích quý vị nghe đó, thấy nó đặc biệt chưa? Không tốn một cắc bạc luôn. Vậy mà nghe bao nhiêu cái tư tưởng hay, xác thực luôn quý vị à. Rất là xác thực. Quý vị đọc bao nhiêu quyển sách thì cuối cùng cũng quy về cái chỗ thật chắc này thôi à. Để giải quyết cái vấn đề khó của cuộc đời này thôi à. Nhân đức nói hồi nãy tới giờ nó không chạy ra khỏi cái chỗ niệm Phật đâu. Vì sao? Vì câu A Di Đà Phật, A là vô, Di Đà là lượng, Phật là giác. Giác rồi thì mới giải quyết vấn đề của cuộc sống chứ. Còn mê sao giải quyết ha. Nên phải siêng niệm Phật này nó khởi tánh giác, mới giải quyết được nhiều vấn đề của cái khổ của thế gian nghe không? Từ những kết quả nghiên cứu về sự ảnh hưởng tích cực của việc cầu nguyện và phát thiện niệm đối với sự kết tinh nước, chúng ta có thể nhận ra rằng niệm A-di-đà Phật chính là phương pháp trị liệu bằng âm ba vi diệu nhất, nhằm khai phát khả năng trị liệu tự nhiên của Phật tánh trong mỗi con người, khả năng tự chữa lành. Bệnh tình chúng ta có khả năng tự chữa lành, điều chỉnh tâm bằng cách niệm Phật là một phương pháp âm ba trị liệu bệnh tình đặc biệt nhất tận gốc luôn. Đừng có sợ chết là tăng bệnh đó. Lo âu là tăng bệnh đó. Buồn phiền là tăng bệnh đó. Như vậy thì nhớ Phật, niệm Phật, ngồi đâu cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Bây giờ bị bệnh không làm cái gì được hết, ngồi đó rầu rĩ có lợi ích gì? Sao không ngồi đó niệm Phật? Niệm Phật còn có cơ hội á. Ngồi đó niệm Phật đi. Cứ chân thật mà ngồi đó, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Quý vị thấy những đức niệm Phật thôi mà chương trình nào những đức làm cũng thành công hết. Làm một chương trình đâu phải là không tốn tiền đâu quý vị.
Phật tử về chùa quý vị có nghe những đứa kêu quý vị đưa tiền hoặc là quyên góp tiền không? Không có. Chỉ có niệm Phật thôi đó mà tiền cũng dư nữa nha. Tiền cũng dư đó. Chùa người ta mới cúng chiếc xe. Xe gì quý vị biết không? Xe cấp cứu. Mua chiếc xe cả tỷ bạc cúng dường xe cấp cứu. Xe nhập từ nước ngoài về. Vợ chồng của anh này có tâm lớn, cúng dường chiếc xe này là có công đức. Anh chị thương các cụ già, nghĩ rằng chùa mình nhiều các cụ già thì chắc chắn rằng là cần xe chở bệnh nhân. Nhưng không ngờ, không ngờ, không ngờ các cụ mình là cổ thụ. Bão tố mà còn chưa lay động được, làm sao mà gió thổi cụ được. Mấy trăm người già mà không bệnh, tuyệt vời thiệt. Quá tuyệt. Ở đâu mà mấy trăm người già mà khỏe như vậy? Từ đâu quý vị biết không? Ha ha chứ không có hu hu. Ở nhà có một người già mà bệnh, đi khám bệnh suốt. Vì sao? Hù hù chứ không có ha ha. Còn ở đây những đức làm bao nhiêu chương trình, mấy bà cụ bà cứ ha ha tối ngày như vậy. Làm sao mà bệnh? Làm sao mà bệnh được? Bà quên sạch chuyện nhà luôn, đừng nói bệnh. Nên anh chị cúng với mình một chiếc xe, mình vô cùng là trân quý. Nhưng mà những đức nói với anh chị rằng anh chị cố gắng làm giấy đổi lại xe bình thường giùm những đức đi, thì những đức càng trân quý hơn nữa. Vì sao? Nhận cái của này phải sử dụng chứ. Còn nếu mà để nó nằm im ở chỗ đó thì thôi anh chị để những đức đi cúng cho người khác nha. Những đức dùng cái món đồ gì của người ta là phải dùng cho đúng nghĩa đó, chứ không có đem món đồ gì mà để nằm im nó đâu. Những đức nói với anh chị rằng anh chị cứ ngồi suy nghĩ, chiếc xe này nó quá đẹp, nó xịn nữa, nhưng mà nó là cái hình tướng người ta làm cái xe cấp cứu, người ta gắn mấy bóng đèn ở trên á. Bây giờ nếu mà những đức đi mà những đức chạy đi đến nhà người ta thì người ta nghĩ sao? Nó có tình lý đúng không? Đơn giản thôi, nguyên một cái chương trình ngày chủ nhật người ta đông như vậy nè, mà bấm cái còi xe cấp cứu chạy vào chùa cái là ai cũng ngóng nhìn, chuyện gì xảy ra vậy trời, đúng chưa? Từ nơi đó bây giờ nếu mà những đức mà đi đến nhà ai, đi đến thăm người ta, rồi đi đến quà cáo hoặc là hỏi thăm lơm người ta, chào hỏi người ta, chạy xe cấp cứu đến nhà người ta nói trời ơi sao nhà tôi hôm nay xe cấp cứu nữa đây. Rồi ngày mai nhà người ta có chuyện gì xảy ra, bắt đầu người ta đến đây người ta mắng những đức, người ta nói rằng tại thầy hôm qua tự nhiên thầy chạy xe cấp cứu lại nhà con, rồi bữa nay nhà con gà hoặc là con heo gì nó gãy chân gãy cẳng, ông chồng con đi ra đường tự nhiên sao ông té ông xịt máu cam mà kìa, xui ghê luôn, thấy chưa? Chúng sanh mà cái tâm niệm người ta nó nghĩ như vậy nên cuối cùng nó ra cái tướng, tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển mà. Nên những đức nói rằng anh chị cố gắng làm cái tấm giấy nó đổi là thành cái xe 9 chỗ, xe nó đặc biệt 9 chỗ. Nó không có gì chứ, nó chỉ có cái chỗ là cái bóng đèn ở trên thôi à. Chỉ cần tháo bóng đèn nó ra, chuyển giấy là cái là nó trở thành chiếc xe 9 chỗ. Làm băng ghế đồ ngon lành là trở thành chiếc xe Ken luôn. Có phương pháp hết. Nhưng nếu mà không được thì những đức phải cúng dường cho người ta nha. Cúng dường cho cái nơi nào mà người ta chở bệnh nhân rất là cần, nhiều nơi người ta cần lắm. Quê những đức người ta khó lắm. Một số nơi từ thiện người ta chở người bệnh mà bằng đêm mà đi cấp cứu đồ bất ngờ đủ chỗ, xe này thôi nó mê. Nó mê, đừng có nói nữa. Đặc biệt quá mà. Xe nhập nguyên con từ nước ngoài về, quý vị nghĩ đi, đâu phải đơn giản. Cái xe thường mà muốn cải thành cái xe cấp cứu mới khó. Khó lắm. Vì chiếc xe này nó có đa dạng phương tiện đi ra đường là quý vị có thể vượt đèn đỏ thoải mái. Thí dụ những đức leo xe này, những đức chạy phải không, những đức muốn vượt đèn đỏ bấm còi lên là vượt thoải mái luôn, không công an nào dám kêu hết trơn. Rồi đi ngang mấy cái chỗ mà chạm đồ là không thu phí gì luôn. Xe này có cái năng lực đó, xe này chuyên xe cấp cứu đặc biệt luôn. Nó nên rất là nhiều nơi cần. Từ nơi đó quý vị thấy niệm Phật không, công đức thù thắng không, ở một nơi đó nghe. Rồi lây quay tuần sau rồi vía Bồ Tát Quán Thế Âm ngay ngày 19 tháng 9 nè.
Nhớ nha, 4-5 giờ có mặt đây không? Đừng có đến sớm quá hao cơm lắm. Nói vui. Thầy ông thầy nào nói chuyện mà cười thiệt. Nó mong Phật tử đến sớm sớm thì kêu sớm sớm hao cơm lắm. Nên 4-5 giờ có mặt ở đây để cho nó khỏe đó. Rồi dùng miếng cơm cái là ra ngoài mình tổ chức chương trình liền, nó đặc biệt, nó khỏe. Còn đi đến đây sớm, đi vòng vòng chùa nó đuối quá, nó mệt. Nằm góc này, nằm góc kia nó mệt quá. Tới giờ lễ Quan Âm nó đuối lễ không nổi, hiểu không? Nghĩa là ngày đó là ngày thứ bảy, bị tiện đi lắm á. Chương trình năm nay dưới Quan Âm ngay thứ bảy tuyệt vời. Quý vị lễ đêm đó cứ từ từ mà về. Sáng mai chủ nhật ngủ dắt thoải mái. Chủ nhật chúng ta không có cộng tu ngày chủ nhật. Thứ bảy tổ chức Quan Âm rồi. Nên có 500 pho tượng Bồ Tát Quán Thế Âm đó. Chúng ta lại Quan Âm xong đó, những người mà không có tượng Bồ Tát Quán Thế Âm là có. Thì thấy à, ở một nơi trong chùa vậy mà chương trình lễ chúng ta tổ chức đều là có phương tiện đặc biệt như vậy. Những đức muốn nêu lên chỗ này cho quý vị thấy rằng là niệm Phật thù thắng cỡ nào. Niệm Phật quá thù thắng rồi. Nên những đức thường nêu lên quý vị đi về chùa, quý vị có thể làm cái phước đức nhân duyên này vô cùng thù thắng. Mà những đức thấy cái thời đại hôm nay rất cần nè quý vị, rất cần nè. Chiếc máy nghe pháp á, chiếc máy nghe pháp rất là cần, rất là cần. Người thân ở phương xa quý vị nên đặt vài chiếc gỡ cho họ đi, nhà một chiếc. Chiếc máy này có thể giải quyết chuyện gia đình cho họ đó. Hơn 300 tiếng nhà đức nói chuyện chổng hồi nãy giờ quý vị nghe đó, là trong đó hơn 300 tiếng nằm trong chiếc máy á. Chiếc máy này pin của nó giữ gần 20 tiếng, bị đi đâu bị cũng cầm nghe được, nhắc nhở bị suốt luôn. Nấu cơm, đi đào đất, đi trồng rau, đi trồng lúa gì cũng cầm chiếc máy này theo chứ. Cầm chiếc máy này theo rồi nghe đi làm tới trưa rồi mà chưa hay nữa đó. Vì sao? Ngồi bên cạnh cái vị nói chuyện suốt với vị nghe đó. Nói khỏi cần uống nước luôn à. Nghe rồi nó nhắc nhở mình từng chút, từng chút, từng chút vậy đó. Rồi trong đó có những điều lễ Phật đầy đủ trong đó hết luôn. Đúng là chiếc máy này đa năng, phương tiện nó tuyệt vời để giải quyết vấn đề buồn phiền của chúng ta luôn. Quý vị nghe về nhiều khi quý vị quên đó. Vậy mà cầm chiếc máy nghe hoài nhớ. Nên á, mình thấy cái chỗ này lợi ích rồi á, mình đặt chiếc máy này mình gửi cho người thân mình. Chiếc máy là đặt giùm á, nghe không? Tượng Phật mỗi tuần về chùa những đức tặng quý vị. Rồi mỗi tuần những đức đặt vài chục chiếc máy á, tặng cho các cụ già mà không có máy. Có nhiều bà cụ mới gặp như đức có nói vậy nè, đi hoài luôn, từng nào cũng cho máy, cho máy mà tới tay tôi cái tự nhiên hết trơn, tức dễ sợ luôn. Thôi đừng có tức, tức là nó không có máy à, mình phải tùy hỷ cái người có đi, rồi tự nhiên ở tuần sau người ta đem cái phiếu đến tay mình luôn à. Còn nếu mà cái tâm của mình nói tức dễ sợ luôn, ngồi nãy tới giờ đưa tay muốn chết luôn vậy mà đi vòng vòng đưa ai không mà không đưa tôi đâu. Cái tâm đó đó là nó quỷ cái phước của mình, hiểu không? Nên cuối cùng cái duyên phước mà nó không có sao tới tay mình. Nên mình phải tùy hỷ thì cái duyên từ nó hội tụ đến với mình, hiểu không? Nó, nên từ nơi đó cái tâm người tu mình là phải đoạn lòng tham. Người ta có như mình có vậy đó. Nên những đức làm gì cũng làm chậm chậm mà làm hoài vậy đó. Tượng Phật cứ mỗi từng cái vị về là có tượng Phật rồi, đúng không? Từng nào về cũng có tượng Phật đó, suốt mấy năm rồi đó nghe. Suốt mấy năm chờ làm tượng Phật không gián đoạn đó. Biết bao nhiêu tượng Phật mà nói. Nhân duyên này quá thù thắng rồi. Một kiếp con người đi đến thế gian này, sanh không mang đến, chết không mang đi. Cuối cùng chết không mang cái gì theo được cả, mang nghiệp đi theo hả? Sao bây giờ không tạo phước duyên để cầm phước duyên đi theo? Nên cuộc đời những đức là phải tạo phước duyên thù thắng để hồi hướng về thế giới cực lạc. Chỗ này là chỗ đại thù thắng. Người người nên tùy hỷ chỗ này và phải làm chỗ này. Phước duyên tại sao không làm? Những đức càng làm càng nhiều đó quý vị à. Càng làm càng nhiều. Tiền không bao giờ thiếu nha quý vị. Gạo không bao giờ thiếu. Không có gì thiếu cả. Vì sao không thiếu? Vì cái tâm biết đủ nên nó không thiếu.
Còn cái tâm chúng ta nó không có biết đủ, nên nó nhiều, nó chữ bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng thấy thiếu chứ. Còn cái tâm người tu mình là biết đủ thì nó không thiếu. Nó không có cái tâm là tích chữ để dài năm sau ăn, nó không có cái tâm này. Nên từ nó đó mà ngày ngày là biết đủ. Còn cái tâm chúng ta mà nếu không học đạo, không hiểu thì tức khắc chúng ta chữ, có rồi thì chữ cho dài năm sau, dài năm sau thì chữ cho 10 năm sau, chữ cho con rồi tiếp tục chữ cho cháu chắc nữa. Cuối cùng tới chết rồi cũng chưa biết đủ nữa, chăn chối dính mắt. Tiền của cha mẹ làm cực lắm nghe không? Đừng có xài phí phạm nghe con, giữ của cải nghe con. Nó cái lúc dính mắt đó mà chết như vậy thì quý vị nghĩ sao? Khổ chưa? Cả cuộc đời sống tính chết mà còn khổ như vậy, tại sao chúng ta đi vào con đường đó? Đừng có đi vào con đường đó. Đi vào con đường đó là cuộc đời còn sống không có vui. Đi vào con đường mà sống mà mở rộng tâm lượng mới vui. Nên chúng ta là người học Phật này, nó có cái niềm vui đặc biệt lắm quý vị à. Niềm vui là thấy người khổ giúp được cho người ta, mà giúp cái gì mới thù thắng nhất? Phật Pháp. Nhưng phương tiện để mà đưa Phật Pháp cho người ta. Nên những đức mà làm chương trình gì là những đức tính xa lắm, tính xa lắm, cho chúng sanh chứ không phải cho mình. Mà cũng không chấp cái chỗ tính xa luôn đâu. Tính xa cho người được là người được, không được là chưa đủ gì là nghỉ, chứ không có chấp nhất nên không phiền não. Người học Phật là phải có cái tâm tùy duyên, chân thật mà làm nhưng không dính mắc. Được là chúng sanh được, không được là chưa đủ gì. Như vậy thì thôi. Chúng ta học Phật phải có tâm như vậy, chứ không phải là làm rồi chưa tròn vẹn thì bắt đầu là phiền não, mình làm mà chưa được đầy đủ. Như vậy là không đúng nghe không? Khuyên người là hết lòng mà khuyên. Người ta không tu là chuyện của người ta. Mình khuyên người ta niệm Phật, người ta không niệm, mình niệm. Khi khuyên mà người ta không làm, như vậy thì cái tâm mình không giận hờn người ta, mình vẫn có công đức. Công đức này nó phát sinh từ tâm mà ra. Thiện tâm là có công đức nhân gì. Còn nếu như chúng ta khuyên mà họ không làm, chúng ta chửi họ là chúng ta mang nghiệp. Mang nghiệp mà đoạn duyên đoạn phước nữa. Phải hiểu nguyên lý này thì học đạo rất là tuyệt vời. Những đức nói bảo đảm tất cả quý vị mỗi tuần đi đến đây nghe viết rồi không có khổ gì hết, không có ai khổ hết, còn ai khổ gan chịu. Chứ làm sao? Người ta khuyên hết lời rồi mà không chịu buông khổ thì khổ gan chịu chứ làm sao, đúng không? À thôi hôm nay chúng ta học đến đây ha. Xin mời quý vị chắp tay lên hồi hương. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Liên Thọ Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Liên Thọ Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Liên Thọ Tác Đại Chứng Minh. Hôm nay đệ tử chúng con xuất gia cùng tại gia, văn tập tại tổ đình hộ pháp, phát Bồ Đề Tâm, niệm Phật lễ Phật và cúng thí thực phóng sanh. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cho chư hương linh vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồ, ngạo quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị. Nguyện cho quý vị đều được hưởng những công đức này mà phát Bồ Đề Tâm niệm A Di Đà Phật để cầu vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát,
Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhờ đằng Phật tự chúng ngã kim tí nhờ cung thập phương nhật tiết tự công nguyện dị tự công đức vô cầm nhật tiết ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Nhờ đặng ngộ tình chung ngã kim ti nhự cung thờ thật biến thập phương nhật tiết cổ tình cộng nguyện dị tự công đức vô cầm nhật tiết ngà đặng dự ngộ tình giai cộng thành Phật đạo. Nhờ đặng cô hồn chung ngã kim ti nhự cung nhật tiết cô hồn cộng nguyện dị tự công đức vô cộng nhật tiết ngà đặng giữ cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án một lục lăng ta bà ha, án một lục lăng ta bà ha, ta bà ha, á ngã ngã nắng tam bà và phiệt nhật ra hồng. Nga nga nắng tam bà và việt nhật ra hồng. Nga nắng tam bà và việt nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu già đà biến thiều thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát. Nam mô xá sanh tam bồ tát. Nam mô xá sanh tam bồ tát ma ha tát. Gia trì chú thực diệu gia đà biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát. Gia trì chú thực diệu gia đà biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát. Gia trì chú thực diệu gia đà biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát. Nam mô xá sanh tam bồ tát. Nam mô xá sanh tam bồ tát ma ha tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng vào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ố vị vô danh, nộ danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Bi A Di Đà Phật. 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 Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Đà Phật. A Di 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 Đà Phật. Đà Phật. A Di 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 Đà Phật. À, quý vị có quyển sách phóng sanh á, chúng ta dịch cả trang 22 để phóng sanh nha. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Liên Tòa Thác Đại Chứng Minh. Hôm nay đệ tử chúng con xuất gia cùng tại gia văn tập tại tổ đình hậu pháp
phát Bồ Đề Tâm, mua các loài chúng sanh này về phóng sanh, nguyện cho các vị giải thoát thân súc sanh, quy Tam Bảo, nhất tâm niệm Phật, cầu vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, sớm mau thành Phật. Quý vị Phật tử bỏ tịnh tài ra mua các loài chúng sanh này là chúng ta tu tài thí, sanh ra nơi nào cũng được của cải đầy đủ, và chúng ta quy y niệm Phật cho những chúng sanh này nghe, đó là chúng ta tu hạnh pháp thí, sanh ra nơi nào cũng được trí tuệ sáng suốt, và chúng ta thả những chúng sanh này bay đi, chúng sanh vui vẻ hoan hỷ, đó là chúng ta tu hạnh vô ý thí, sanh ra nơi nào cũng được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Dương chi tịnh thị biến sái tam thiên, tánh không bất đức lợi nhân thiên, pháp giới quảng tăng duyên, diệt tội tiêu khiên, quả diệm quá hồng liên. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Hồ thử thị giả bác công đức thị, tiên tẩy chúng sanh nghiệp cấu trần, biến nhập thị lô qua tạng giới. Các chúng môi sứ bác siêu lưng thị bác tẩy thị diệu cực pháp thân, trần bác nhiễm trần phản tác tự kỷ, quan trừ nội ngoại đơn địch đàn tràng, sái khô một nhi tác dương sưng, huyên huế văn nhi thành tịnh độ, sư vị nội ngoại trung gian ưu trụ quế, thánh phàm ưu hiện tổng thanh lương. Bồ Tát liễu đầu cam lồ thị, năng linh nhất đích biến thập phương, tinh chuyên cấu quế tận quên trừ vỗ sái pháp duyên tác thanh tịnh. Này chúng hữu tình bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản tác sanh tịnh độ Đà La Ni. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Đô Bà Tỳ. A Di Đà Đà Tăng Đam Bà Tỳ. A Di Đà Đà Tỳ Ca Lan Đề. Tỳ Ca Lan Đa Già Di Nay Già Già Na Di Đà Ca Lê Ta Bà. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Đô Bà Tỳ. A Di Đà Đà Tăng Đam Bà Tỳ. A Di Đà Đà Tỳ Ca Lan Đề. Tỳ ca lan đa già di ni già già na di đa ca lê ta bà. Nam mô A Di Đà bà già. A Di Đà đa tăng đam bà tỳ. A Di Đà đa tỳ ca lan đề. Tỳ ca lan đa già di ni già già na di đa ca lê ta bà. Này các loài chúng sanh kia, các ngươi nên nhớ cho khi bỏ thân xung sanh, hướng tâm về Tam Bảo để trở lại làm người đầy đủ gặp chánh pháp, tin sau cùng nguyện thiền chuyên niệm Phật Di Đà, cầu vạn sanh tịnh độ, chứng được ngồi bậc tối để độ tăng chúng sanh. Nam mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát. Nam mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát Ma Tát. Chúng sanh đây có bao nhiêu, lắng tai nghe lấy những điều dạy rằng các ngươi trước lòng chẳng tụng lâm, nên đời này chìm đắm sống mê, tôi tâm chẳng biết tu trì, sống đò đài trở tượng đau khổ, lông vây sừng có đời được đâu, dù là bay trước lặng sau, lưỡi vây tịnh văn mong cầu thả mồi, ta càng bất cùng mơ hung độc, lúc đó dù kêu cốc ai thương, hồn còn vắng vắt nấu rang xong rồi, môn vận chết nay người cầm chất, mai sau nhờ các bậc thiện nhân, nhờ ơn phép màu, vậy ngươi kịp hoài đầu quy Phật, sống dòng lòng quy Phật quy tăng, hết lòng xa mối thân tâm nhẹ nhàng. Này các loài chúng sanh kia, các ngươi xưa đã tạo bao nhiêu điều tội lỗi, gốc là tham sân si, từ tăng miệng y ra tất cả các ngươi nên xa mối. Nam mô cầu xa mối Bồ Tát. Nam mô cầu xa mối Bồ Tát Ma Tát. Hời hời chúng sanh diệu âm ơi, quy y Phật lượng túng chúng tôn. Hời hời chúng sanh diệu âm ơi, chúng tôn. Chúng sanh diệu âm ơi, quy y tăng chúng ở chúng chúng tôn. Chúng diệu âm đã quy y Phật, không quy y thiên thần vị Phật. Chúng diệu âm đã quy y Pháp, không quy y ngoại đạo tà giao. Chúng diệu âm đã quy y tăng, không quy y tôn hữu ác đàn. Chúng diệu âm đã quy y Phật, không đò địa ngục. Chúng diệu âm đã quy y Pháp, không đò ngã quyền, không đò vàng xanh. Chúng diệu âm đã quy y Phật rồi, chúng diệu âm đã quy y Pháp rồi, chúng diệu âm đã quy y tăng rồi, quy y Tam Bảo quyển ly tam đồ cổ. Chúng sanh đà tạo các vọng nghiệp đều do vô tỷ tham sân si, từ tăng miễn y mà sanh ra. Chúng sanh thầy đều sinh sa mối. Nam mô cầu sa mối Bồ Tát. Nam mô cầu sa mối Bồ Tát.
Ma Tát, Nam Mô Đa Bảo Như Lai, Nam Mô Bảo Tăng Như Lai, Nam Mô Diệu Sẵn Tăng Như Lai, Bát Tăng Như Lai, Nam Mô Ly Vô Úy Như Lai, Nam Mô Cam Lộ Vương Như Lai, Nam Mô A Di Đà Như Lai, Quy Mạng Lễ A Di Đà Phật. Ở phương Tây thế giới an lành, con nay sinh Phật nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật. Chúng ta đồng niệm Phật lớn lên, vỗ tay để thả chim nha. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Dạ A Di Đà Phật, cung thỉnh chư tăng ni và toàn thể đại chúng, chúng ta ra chay đường để dùng cơm. Chúc quý vị ngày Chủ nhật cộng tu được an lạc. Dạ A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di